Hả Dương, bà đang ở đâu? Sao đã tới rồi đây? Tốt lắm, người thật là đúng hẹn. Ta luôn đúng hẹn và tôn trọng bà mà. Không uổng công ta đã luôn tận tâm tận lực suốt 10 năm trời vì ngươi. Hoàng thượng à, ta nghĩ là bây giờ đã đến lúc ta cần phải thay đổi cách xưng hô. Ngươi không còn là một hoàng tử bị bao nhiêu huynh đệ dây hãm để mà ăn hiếp. Và cũng đã đến lúc ngươi phải thực hiện lời hứa của mình. Lời hứa ta không quên, nhưng rất tiếc. Ý ngươi là sao? Không phải chúng ta đã giao kèo, khi nào ta giúp ngươi củng cố được quyền lực, khi ngươi lên làm vua thì ngươi sẽ trở thành hiền tế của ta hay sao? Tất nhiên ta nhớ, nhưng tình hình hiện nay vẫn còn nhiều chuyện khiến ta lo ngại. Tại sao lần nào gặp ngươi, ngươi cũng nói hết khó khăn này đến lo ngại khác vậy? Ta nói cho ngươi biết, lòng kiên nhẫn của ta cũng có giới hạn đó. Xà Dương, ta chỉ là người phàm mà thôi, ta đâu dám qua mặt thử thách bà. Chẳng qua ta đang gặp phải một chút khó khăn rắc rối mà ta không hề muốn. Nó đã đe dọa trực tiếp đến ngai vàng của ta. Nói, là chuyện gì? Ta vẫn còn một vị hoàng thúc sống lưu vong đâu đó bên Simla. Nếu ta không truy tận nơi thì e rằng người này sẽ làm mầm mống nổi loạn trong tương lai. Và ông ta đang chiêu quân chuẩn bị chống lại ta. Đó chỉ là chuyện cỏn con thôi, vậy mà ngươi phải lo sợ dữ vậy? Nhà ngươi cứ yên tâm đi, cho dù hắn có trốn tận chân trời góc bể thì ta cũng sẽ sai âm binh tóm gọn nó để đem về nạp cho ngươi xử lý. Như vậy thì ngươi còn gì e ngại nữa không? Được, nếu vậy thì quá tốt. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, có vậy thì ngai vàng của ta mới không còn ai dòm ngó nữa. Phần của ta coi như đã xong, còn phần của ngươi cũng phải tính nhanh đi. Ta chỉ có đúng một đứa con gái mà nó lại là báo vật của ta. Kìa, con gái cưng của mẹ. Dạ, con chào mẹ. Con ngoan, lại đây với mẹ. Sao? Ngươi thấy sao? Có giống ta không? Ngươi thấy hai mẹ con ta có đẹp giống như hai giọt sương long lanh không? Ta nói cho ngươi biết, con gái của ta đã đến tuổi lấy chồng. Con gái cưng của mẹ. Dạ. Nghe mẹ dặn, nay mai con sẽ trở thành quốc mẫu của thiên hạ, thì con đừng có quên công ơn của người mẹ hiền này đã mai mối cho con một tấm chồng, một đức lang quân để con có thể dựa cả một cuộc đời. Hiền tế à, ta nghĩ rằng đây là mối lương duyên của trời định, ngươi không có cãi lời được đâu. Mau mà tính nhanh đi. Ngươi định bao giờ mới rước dâu đây? Sẽ là một ngày gần đây. Con có nghe chưa con gái yêu của mẹ? Dạ. Sẽ là một ngày gần đây thôi con à. Con vui quá mẹ ơi. Hoàng thượng. Bắt được nàng rồi. Đây, đây, đây. Ở đây nè. Nè, con đi bé hả? Bắt được rồi, bắt được rồi. Để đi rót cho. Dạ, qua thử uống đi. Muôn tâu hoàng thượng, mụ ác quỷ tự xưng là nhạc mẫu của hoàng thượng đang tiến thẳng vào đây cùng với con gái của mụ ta, thưa hoàng thượng. Lão thực
Không ngờ con mụ đó lại tới sớm vậy. May là ta đã đón trước. Anh Văn Thiên La Địa Võng sẵn sàng để đón mụ. Nhanh lên, đừng về đâu. Dạ. Bắt sống cả hai mẹ con mụ cho ta. Nhanh. Tuân lệnh. Mụ có chạy đằng trời thì ta cũng sẽ giải quyết dứt điểm mẹ con mụ trong hôm nay. Dạ. Hiền mẫu xin bái kiến hiền tế. Quỳ xuống con. Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng. Người đâu? Chuyện gì vậy mẹ ơi? Bỏ ta ra. Con sợ quá mẹ ơi. Tên phản bội kia dám dở trò với ta, con mau thả mẹ con ta ra không? Kêu họ thả cái này ra đi, con sợ quá à. Con gái, bình tĩnh lại con. Muốn tâu bệ hạ, đúng như bệ hạ phán đoán, nếu như chúng ta không tạm máu chó và yểm bùa vào tấm lưới này thì chắc gì chúng ta bắt được hai mẹ con của họ. Người dám dùng bùa phép để hại ta sao? Tên vua khốn kiếp kia, người tính lật lọng sao? Mẹ ơi, con sợ quá mẹ ơi. Con gái, cố lên con. Nè con gái, mẹ sẽ tìm cách để mẹ con ta thoát ra được. Ta mà thoát ra được, ta nhất định sẽ cắn, cắn từng đứa một, nhất là ngươi. Tên dù khốn kiếp, ta sẽ cho người chết không toàn thây. Bà nghĩ ta sẽ xử bà ra sao cho phải phép đây? Dám xúc phạm tới hoàng thượng, móc mắt, cắt lưỡi hay lột da? Người dám? Tại sao người lại trở mặt như vậy chứ? Người quên rằng chính ta đã vào sanh ra tử cùng ngươi à? Tại sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy? Tại sao? Tại vì bà quá đáng lắm. Bà hãy nhìn lại đứa con gái này đi. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Con gái của ta rất là giỏi. Con tiễn đi đây. Thưa hoàng thượng, tấm lưới đang tan dần. Hãy mau thoát thân ra khỏi tấm lưới này. Dạ. Con gái, con gái, con gái của mẹ. Con có sao không? Con gái của mẹ. Con gái của mẹ, con có sao không? Con gái, con gái của mẹ. Con gái ta. Tên vua hèn hạ kia, người dám phản bội ta, còn giết chết con gái ta, ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi, ngươi. Thưa hoàng thượng, có muốn giết luôn mụ ta không? Ngươi có giỏi giết ta đi, ngươi hãy giết chết ta đi. Rồi ta sẽ nguyền rủa ba đời chính kiếp của nhà ngươi. Ngươi sẽ sống trong quả ngục. Ngươi sẽ làm kiếp sâu bọ. Còn các tên hoàng cận thần của nhà ngươi sẽ làm kiếp súc sinh. Xà Dư, bà có kết cục như ngày hôm nay là do bà ép người quá đáng. Còn trách ai nữa? Sống chết bây giờ là do bà tự quyết định đó. Dạ bà vô thượng, bà ta đang bị thương, hơn nữa bà ta đã già rồi, bà ta sẽ không làm hại hoàng thượng được đâu. Xin đừng dồn bà ấy vào đường cùng, xin hãy tha cho bà ấy. Ta không cần các ngươi tha cho ta. Để bà ta đi. Tuân lệnh. Được rồi, ta quyền rủa ngươi. Ngươi sẽ sống ngập tràn trong đau khổ. Ngươi sẽ không bao giờ có một ngày ăn ngon ngủ yên. Rồi đây, giang sơn của ngươi sẽ ngập tràn trong tai họa. Ngươi, ngươi sẽ bị chính con trai ruột của ngươi giết chết để cướp đoạt ngai vàng. Và hắn, chính hắn cũng sẽ lấy em gái ruột của mình. Đưa đi. Ngày đầu tiên con ngươi sinh ra đời, nó sẽ khóc mãi mãi. Đó là tai họa đầu tiên sẽ giáng xuống đầu ngươi. Cầm miệng, cầm miệng lại đi. Đi. Bệ hạ, bệ hạ. Khải bẩm bệ hạ. Chuyện gì? Ta không muốn nghe bất cứ chuyện gì nữa. Ta mệt mỏi lắm rồi. Dạ, tin tốt lành. Thưa bệ hạ,
hoàng hậu đã lâm bồn. Sao? Đã lâm bồn à? Có phải là một hoàng tử không? Dạ, đúng vậy. Hoàng thượng à, hoàng thượng. Hoàng hậu, vì sao hoàng tử con ta cứ khóc hoài vậy? Từ lúc sinh ra tới giờ ta không hề thấy nó nín. Dạ thưa hoàng thượng, đứa trẻ nào khi mới sinh ra cũng khóc như vậy hết trơn. Xin hoàng thượng đừng lo lắng quá. Ta không hề thấy bình thường chút nào hết. Đứa trẻ này thật kỳ lạ, khóc gì mà lại không nín. Hoàng thượng à, hoàng thượng coi kìa, hoàng nhi của mình thật là khôi ngô tuấn tú. Thần thiếp còn thấy dưới chân của hoàng nhi có một bớt son, chắc là quý tướng đó. Người, người sẽ bị chính con trai ruột của người giết chết, cướp đoạt ngai vàng. Và hắn, chính hắn cũng sẽ lấy em gái ruột của mình. Ngày đầu tiên con ngươi sinh ra đời, nó sẽ khóc mãi mãi. Đó là tai họa đầu tiên sẽ giáng xuống đầu ngươi. Nhũ mẫu, đứng đi con. Hoàng Nhi, con. Nhà ngươi là kẻ thân tín nhất, ta mới giao việc này. Ngươi nghe rõ chưa? Sống để dạ, chết mang theo. Nếu như không muốn mất đâu, hãy thực hiện ngay trong đêm nay. Muôn tâu hoàng thượng, như vậy là sao? Thần không hiểu. Hay là thần đã nghe nhầm sao? Mau ẵm đứa trẻ đó ra ngoài rừng và kết liễu nó đi. Mang trái tim về đây cho ta. Bệ hạ, bệ hạ ơi, thần không dám. Đó là hoàng tử mà. Không có hoàng tử nào hết. Nó không phải là con ta. Nó là quỷ dữ đầu thai. Nó sẽ hại chết trẫm. Bệ hạ, thần xin bệ hạ, bệ hạ hãy soi xét lại. Hoàng tử chỉ là một hài nhi, không có tội tình gì hết. Làm sao thần nỡ xuống tay thưa bệ hạ? Nó là sứ giả của mụ yêu tinh. Ngươi đừng có nhiều lời nữa. Nếu như không muốn mất mạng, lập tức thi hành đi. Nội một canh giờ sau, phải mang quả tim của nó về đây cho ta. Thần, đi ngay. Dạ, thưa bệ hạ, thần đi. Thần xin cáo luôn.
Ân đã phụng mệnh. Đây là quả tim của đứa trẻ, thưa hoàng thượng. Tốt lắm, ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh. Nhớ đó, phải giữ cái đầu của mình. Dạ. Dạ thật biết rồi, thần xin cáo luôn. Nín. Trời ơi, sao nó khóc hoài hả? Tôi cho nó uống nước cháo no rồi mà. Ai đời, tự nhiên đi rước cái nợ vào thân như vậy. Tôi đâu có muốn vậy đâu. Nể ông chú làm quan của ông quá mà. Nè, lát nữa ông đi kiếm ít lá thuốc về đắp lên tay cho nó cầm máu cho thằng bé. Rồi chừng nào chú tốt mới quay lại đón nó vậy? Ai biết gì ổng đâu. Tự nhiên cái thảy cục nợ cho mình nè. Kêu nuôi đi để bỏ đi mất tiêu à. Còn ai vậy ta? Hay là con rơi của ổng hả? Nhìn cái thằng nhỏ này đẹp trai trắng trẻo, đâu có giống ổng đâu. Ừ, thôi mà con đừng có khóc nữa ha. Chắc là nó đói đó. Nè, nhắc mới nhớ, gạo trong nhà chỉ còn đủ có ngày mai thôi. Ông Liệu mà tới nhà ông Bá Hộ đầu làng vài chút ít gạo để nấu cho ngày mai á. À, tôi nhớ ra rồi. Nhớ cái gì? Thì đó, hôm bữa qua bên đó dây lúa, nghe ông bà Bá Hộ than là vợ chồng lấy nhau lâu rồi mà chưa có đứa con nào. Vậy hả? Nghe thầy bói nói là phải kiếm con nuôi lấy phước. Hay là mình đem đứa nhỏ này qua cho ông bà nuôi đi. Ừ, được đó. Đứa nhỏ này nó cũng chẳng ruột rà gì với mình. Nhà mình thì nghèo quá, nuôi nó chỉ khổ nó là khổ mình. Nè, nó mà vô được nhà ông Bá Hộ là sướng tấm thân nó lắm á. Bà thấy tụi nó có lý không? Vậy mai mình mang nó qua bên đó, vậy là mình cũng có phước. Quyết định nha. Ừ, vậy ha. Ô, nín đi con ha. Dễ thương quá đi ạ. Thiệt tình là vợ chồng tôi biết ơn chú quá đi. Chúng tôi sẽ coi nó như con ruột của mình. Chú cầm lấy số tiền này đi. Dạ cảm ơn ông. Để tôi sai gia nhân đông cho thêm thúng gạo. Dạ. Chà, cái mặt thằng bé nhìn khôi ngô quá đi. Ủa, tại đâu bị sao vậy? Dạ, nó bị trầy chút xíu à, không sao đâu ạ. Không, y như là vết cắt vậy đó. Trời ơi, có đau không vậy con? Trời ơi, tội nghiệp con tôi quá à. Kiểu này á, để lại vết thẹo, mất hết vẻ đẹp trai của con tôi rồi. Nè, để tôi đặt tên cho nó. Tôi tên là Lộc. Và đặt cho nó tên Tài nha. Bà thấy được không? Ừ, được đó. Tài ơi, con ở đây với cha mẹ nghe không? Ừ. Con phải ngoan nghe không? Trời ơi, dễ thương quá. Dễ thương quá đi à. Nè con. Dạ. Xong việc là con phải về liền đó nghe. Dạ con biết rồi mẹ. Tài à. Dạ. Lấy được hàng thì tốt, còn không thì đợt sau cha sẽ sai gia nhân đi lấy. Chỉ vì lần đầu nên người ta chỉ tin tưởng người trong nhà, nên cha mới kêu con đi. Dạ con biết rồi cha. Anh hai. Anh hai đi đâu vậy? Sao ba mẹ không cho con biết? Cho con biết, đặng con đòi theo anh hai con hay sao? Đúng rồi, anh hai đi đâu con phải đi theo đó chứ. Bây giờ anh hai lên kinh thành có công việc,
Được rồi, nếu mà ở nhà ngoan á, khi về anh hai sẽ mua quà cho em. Em nghe nói trên kinh thành có nhiều đồ đẹp lắm, anh hai mua hết thì cho em luôn nha. Em đó. Con nhỏ này tham quá nha. Anh hai sẽ mua quà cho em. Muốn gì ta? À, anh hai sẽ mua nhiều màu sáp cho em để em vẽ nè. Hay quá. Rồi à, mẹ à, con sẽ lựa thật nhiều gấm vóc thật là đẹp để cho mẹ với em may áo, được không mẹ? Được. Cảm ơn con. Anh hai hứa rồi đó nha. Nhưng mà anh hai nhớ là lần sau phải cho em đi theo đó. Ừ, được rồi. Tiểu Châu. Dạ. Sao con cứ đu theo anh con hoài vậy con? Thì con là con út mà, con phải được cả nhà cưng chứ. Ai mà cưng cô? Nếu không có thằng Tài thì không có cô đâu đó nghe. Ủa, là sao vậy mẹ? Thì cha mẹ đã kể cho con nghe hết rồi. Hồi đó cha mẹ hiếm muộn, lấy nhau cả chục năm trời á mà không có đứa con nào. Cha mẹ phải đi khắp nơi cầu trời khẩn Phật mới có được con. Mà có con rồi á thì lại có tiếp đi con nhỏ này. Con à, con đem lại may mắn cho cha mẹ đó Tài à. Thôi con đi đi, đứng đây cà kê hoài mất thời giờ. Dạ thưa mẹ con đi. Anh hai, anh hai đi mạnh giỏi nha, nhớ lần sau là phải cho em đi theo luôn đó. Lo cho mình kìa, ở nhà phải ngoan chăm sóc cho cha mẹ. Em biết rồi, bây giờ em tiễn anh hai đi nha. Được rồi. Đi. Đại Thúc à, chắc là người từ xa đến hả? Không biết tiểu sinh có duyên mời ngài miếng nước để được làm bạn đồng hành với người lên kinh hay không? À, tôi cảm ơn cậu cho tôi xin miếng nước. À, tôi gửi cậu, cảm ơn cậu. À, tôi không về kinh mà tôi đi về hướng núi Cấm. Trời nắng nóng quá. Thú có việc gì mà thân chinh đường trường vậy? Tôi có chút việc riêng đó mà. Nhìn Thú có vẻ hình như là đói rồi. Hay là Thúc cầm tạm nắm cơm của con ăn đi. Đường đi về núi Cấm chắc là còn xa lắm. Đây là phần cơm của cậu. Cậu đưa tôi ăn rồi, cậu lấy đâu mà ăn? Sức trai trẻ mà Thúc, không sao đâu. Với lại đường đến kinh thành cũng gần tới rồi. Thúc ăn đi. Cảm ơn cậu. Cậu tốt bụng lắm, lại có quý tướng nữa. Thúc nói gì? Có phải cậu có một bớt son ngay trong lòng bàn chân không? Dạ phải. Sao Thúc biết? Cậu làm ơn xòe cái bàn tay bên tả cho tôi coi. Đây nè.
Thúc à, không biết là cháu đã làm gì mà thất lễ với Thúc vậy? Vậy tôi không dám giấu ngài nữa. Tại sao Thúc lại đổi cách xưng hô với cháu vậy? Chẳng dám giấu gì ngài, tôi đây vốn là một đạo sĩ. Vừa rồi nhìn ngài, tôi đã có một chút nghi hoặc. Bởi vì ngài có tướng đại phú đại quý, nay mai sẽ đứng đầu thiên hạ. Và sau khi coi chỉ tay của ngài, thì tôi lại càng tin chắc điều đó. Chỉ có điều... Đại Thúc à, làm sao có chuyện đó được? Nhưng mà Thúc nói gì sao lại không nói hết? Phải chăng có điều gì khó nói sao? Xin ngài hãy đại xá cho tôi, nếu những điều tôi sắp nói đây làm tổn thương tới ngài. Đại Thúc đừng ngại, chuyện đời cũng khó nói trước. Nói chung Đại Thúc cứ nói, nếu thuận thì nghe, bằng nghịch thì cầm bằng không nghe, không sao đâu. Ngài còn trẻ mà thật là thông tuệ. Tôi rất lo sợ, nhưng vẫn phải nói trước cho ngài thấy. Số mạng của ngài đã được định đoạt bởi một lời nguyền khắc nghiệt. Dù ở địa vị tộc lĩnh cao sang, nhưng ngài vẫn phải giết cha mình và lấy em gái của mình làm vợ. Thưa cha mẹ, con bất hiếu viết thơ này mà lòng đau như cắt. Con phải ra đi, đến khi nào con giải được lời nguyền quá nghiệt thì mới trở về quỳ xin cha mẹ tha tội. Cha mẹ đừng tìm con, con sẽ cố gắng sống thật tốt để đền ơn công lao sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Ai đã nói cho nó biết nó là con nuôi nên nó giận nó bỏ nhà nó đi hả ông? Không, nó vẫn nghĩ nó là con ruột mà. Anh Hai là con nuôi sao cha mẹ? Chuyện này là sao? Sao con không hiểu gì hết vậy? Chuyện này cha mẹ sẽ kể cho con nghe sau. Ba nè, ba đừng quá đau buồn nữa. Con nó lớn rồi, nó biết suy nghĩ, nhất định nó sẽ quay về thôi mà. Thank you.
năm quy, dịch bệnh thiên tai, mùa màng thất bát, dân tình đã điêu đứng khổ sở, lại còn gặp tai ương từ quái vật bắt người vô tội. Ai là người tài giết được con quái vật, triều đình trọng thưởng, gả công chúa trở thành phò mã. Lo. Ai là người tài mau ra giúp nước, dân tình đang điêu đứng khổ sở, gặp con quái vật bắt người vô tội. Lo. Ai là người tài mau ra giúp nước, triều đình trọng thưởng. Chào bà cháu. Đây. Rồi mình đi ra. Rồi. Trời ơi. Tình thế đang nguy cấp thưa ngài. Con quái vật đang tiến sâu vào kinh thành. Nay mai thôi, nó sẽ áp sát vào cổng thành. E là lúc đó không ai ngăn được nó. Toàn là một lũ bất tài vô dụng. Chỉ là một con quái thú với những câu hỏi dớ dẫn mà vẫn không có ai có khả năng tìm ra. Xin ngài bớt giận, đây chỉ là một câu đố mẹo, nó không có lời giải đáp. Có hay không có câu hỏi này thì con quái thú vẫn giết dân mình. Nhưng đã có ai trả lời được câu hỏi đó, phải trả lời đúng. Coi sao đã chứ. Nó đã nói chỉ cần có ai trả lời đúng, nó sẽ tự động tan biến mất mà. Con quái thú đó chính là tà thuật của con mụ yêu tinh dựng lên. Tức thật là tức mà. Nếu như năm xưa ngài cho phép thần hạ sát mụ phù thủy đó thì ta đã trừ được hậu hoạn rồi sao? Lần này mà tìm được mụ ta, quyết không tha mạng. Ta e là mụ ta đã có một thời gian mai danh ẩn tích và tu luyện suốt 20 năm qua. Bây giờ thì bắt đầu xuất hiện và phá hoại. Xin ngài đừng quá lo lắng. Chúng ta đã mang theo nhiều bủ bối, hy vọng là sẽ hóa giải được tà thuật của mụ. Nè, ta tính phương án này, các cư xem có ổn không? Ta nói vậy, các cư thấy có được không? Mấy chú ơi, con đói quá. Chú ơi, con đói quá, cho con xin miếng bánh đi. Đi chỗ khác cho nhanh lên. Đi. Từ hôm qua tới giờ con chưa ăn cái gì hết á. Kêu nó đi chỗ khác đi, để chúng ta bàn việc tiếp. Chú ơi chú. Thằng nhỏ kia lì quá vậy, đi qua chỗ khác nhanh lên. Đi. Chú có nhiều thức ăn mà. Không ấy, chú cho con chua xuống bàn con lượm ăn cũng được. Lôi cổ nó ra. Dạ. Ừ. Đi. Ừ, lên. Chú đi. Ơi đừng mà. Đừng mà chú. Nè, con chú đây. Dạ mời ngài. Dạ mời ngài. Nè, con có sao không? Dạ không sao. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại ăn hiếp một đứa nhỏ? Tên kia biết điều á thì dẫn thằng bé ăn mày đi chỗ khác đi. Đã vô cớ xô đẩy người ta mà không nói được một câu tử tế, các người xử sự như vậy mà coi được à? Tên này là ai mà nhiều lời vậy? Vậy còn các ông là ai? Ông là ông chủ của hai người này có đúng không? Ông không thấy là gia nhân của mình xô đẩy cậu bé này té nhào ra ngoài kia à? Câm miệng. Người này xúc phạm ai, người biết không? Người muốn chết hả? Tôi thấy chướng mắt thì nói, chẳng xúc phạm ai cả. Thưa ngài, hãy để chúng tôi cho hắn một bài học. Hai người còn chờ gì nữa? Đuổi đi. Đặc Quyên Thanh ơi, có gì từ từ nói. Nhóc à, ra ngoài kia đứng đi. Dạ. Để đây cho. Còn ba nữa, mau tìm chỗ trốn đi, kẻo mất cái đầu bây giờ. Dạ. Đi. Dạ. Ngài, ta không muốn động thủ đâu, cũng tại mấy người thôi. Đại nhân, ngài sao không? Sao không ngài?
Đi, nhanh lên, nhanh lên. Lên nè, bên kia. Đứng lại. Nhanh lên bà con ơi. Nè, có chuyện gì vậy? Nó đằng kia. Bà nói nào. Chạy đi. Dạ. Ngài có sao không, Hoàng thượng? Hoàng thượng. Nè, có chuyện gì vậy? Nè, nè, nó ra ở đâu? Nó kìa, nó kìa, nó bên kia kìa. Ai đây? Kẻ nào dám cản đường ta? Ngươi là quái thú phương nào? Tại sao dám đến nước của ta tàn sát dân lành? Chưa có ai dám đứng lại hỏi ta câu đó. Tất cả đều bỏ chạy tán loạn khi thấy ta xuất hiện. Ngươi không sợ ta xé xác à? Phạm làm chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Ngươi tàn sát dân ta không phải vì đói khát, phải chăng là vì một mối thâm thù nào đó, hay đơn giản là ai đang sai khiến ngươi? Nói đi, nếu như có gan nói ra thì ta sẽ nể phục ngươi, còn không thì ta chỉ coi ngươi là một tên quái thú ngu si, vô tri vô giác. Tên kia, ta sẽ xé xác ngươi thành trăm mảnh. Nghe cho rõ đây, ta đã nói trả lời được câu hỏi của ta thì ta sẽ tha mạng cho. Nhưng bọn người các ngươi nhút nát, không biết trả lời thì chết đi, sống làm cái gì? Ngươi nói sao? Chỉ cần trả lời câu hỏi của ngươi thôi sao? Đúng vậy. Câu đố này ta đã bị bắt buộc giữ bên mình hàng trăm năm nay. Chỉ cần có ai đó giải ra được thì lập tức ta cũng sẽ được thoát khỏi kiếp quái thú này. Trả lời ta đi. Ngươi không trả lời được thì ta chà nát ngươi ra để đi tìm kẻ khác giải cho ra mới thôi. Nói, việc gì mà ban mai đi bốn chân, trưa đến thì đi hai chân, chiều về thì đi ba chân. Nói mau. Chuyện nhỏ, đó là câu hỏi của ngươi sao? Được, nghe ta trả lời đây. Ban mai của con người là tuổi thơ ấu, phải bò bằng hai tay, hai chân. Trưa là giữa cuộc đời người, phải đi bằng hai chân. Xế chiều, khi con người ta già, phải chống theo cây gậy, chẳng phải là ba chân hay sao? Đúng rồi, đúng rồi. Ta đã được thoát kiếp. Đội ơn chàng trai, được cứu được ta và cả dân chúng của ngươi. Không dám, không dám. Đừng rồi. Trang sĩ, ngươi thật là tài giỏi, đã cứu đất nước ra khỏi tai họa. Tướng mạo thật cao sang đẹp đẽ, đúng là bậc phi phàm. Tiểu sinh chỉ gặp được may mắn thôi hoàng hậu, không dám nhận được những lời khen từ hoàng hậu. Ta đang thay mặt hoàng thượng tạm thời chấp chính, đợi khi người đi di hành trở về, ta sẽ chính thức tâu lên người chuẩn y lương duyên của tráng sĩ và công chúa con ta như đã tuyên bố từ trước. Bây giờ tạm thời tráng sĩ hãy lui về dịch xá mà nghỉ ngơi đi. Tạ ơn hoàng hậu, tiểu nhân xin cáo từ. Cấp báo. Nguy rồi hoàng hậu ơi, nguy rồi hoàng hậu. Còn chuyện gì nữa? Quái thú cũng đã diệt xong rồi, ngươi bình tĩnh lại đi. Dạ muôn tâu. Hoàng thượng đã Hoàng thượng đã về rồi sao? Để ta ra đón. Dạ không. Hoàng thượng đã băng hà trên đường di hành rồi ạ. Trời ơi. Hoàng hậu. Dương Thượng Quyển đẹp quá. Mọi việc đến với ta quá nhanh, giống như một giấc mơ mà không thể nào ngờ được. Quân Dương, chàng không hài lòng với cuộc sống hiện tại sao?
Không phải. Ta biết ơn định mệnh đã cho ta ngày hôm nay chứ. Nhưng mà đó là điều mà ta hoàn toàn không dám nghĩ tới. Làm vua một nước lại có được một hoàng hậu tài sắc như nàng. Vì chàng hoàn toàn xứng đáng với ngôi vị này. Trước đó triều đình đã có nói rõ sẽ phong phò mã cho ai giết được quái thú mà. Ta biết rồi. Nhưng mà còn chuyện lên ngôi vua, thật quá bất ngờ. Đất nước đang điêu linh, dân tình lại ca thán. Cần có một người đứng đầu thật tài giỏi. Phụ vương lại đột ngột băng hà. Nếu như không tôn chàng lên ngôi thì còn biết trông cậy vào ai nữa. Ta nhận trọng trách này mà lòng còn lắm mối lo ngại. Nghe nói mụ phù thủy kẻ thù của triều đình vẫn còn sống và không ngừng gieo rắc tai ương. Nhất định ta phải lên đường tìm tới tận hang ổ để trừ khử mụ, để mà trừ hậu quả. Xin chàng hãy cẩn trọng trước khi lên đường, đừng vội vàng mà trúng quỷ kế của mụ. Ừ, ta biết rồi, nàng yên tâm. Dạ. À, kia có phải là người chăm sóc vườn thượng quyển hay không? Dạ đúng. Hay quá, ta phải tới khen ông ta một câu mới được. Dạ. Công lao chăm sóc khu vườn của ông ta quả thật không nhỏ. Hạ thần xin tham kiến hoàng thượng và hoàng hậu. À, được rồi, ta miễn lễ. Dạ, tạ ơn hoàng thượng. Cả khu vườn này là thành quả của ngươi sao? Thật là đáng khen đó. Dạ, đây chính là tâm huyết của hạ thần ở tuổi về già. Ta cũng là người lớn lên ở thôn quê, chăm sóc cỏ cây hoa lá, đó cũng là thú vui của ta. Đây, ông đưa bình tứ cho ta. Ta muốn tự tay làm. Dạ, cho đỡ nhớ nhà. Dạ thật không dám. Dạ nếu làm như vậy sẽ làm giấy bẩn lông bào của hoàng thượng. Kìa, hoàng thượng thích làm thì ngươi cứ để cho người làm. Dạ. Thật là dướng díu đó. Dạ, dạ để thần thưa hoàng thượng. Đây, giúp ta. Dạ. Như vậy thì thoải mái hơn rồi đó. Được rồi, ta cảm ơn khanh. Dạ. Vậy để thần giúp. Được rồi, để ta. Vô lý. Cha mẹ ta là bá hồ long ở Lần Cam, điều đó ai cũng biết. Người ăn nói hồ đồ cái gì vậy? Dạ, lúc đó hạ thần hoảng loạn quá, mới đem hoàng thượng gửi cho đứa cháu nuôi dưỡng. Khi hạ thần quay trở lại thì hạ thần mới biết là cháu của hạ thần đã mang hoàng thượng cho người khác để làm con nuôi. Khi biết hoàng thượng an toàn, hạ thần đã quay về cung, từ đó chôn chặt câu chuyện luôn. Quan đường, điều đó quá quan đường. Ngươi làm ta rối tung lên, không hiểu gì cả. Dạ, dạ bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy cho gọi vợ chồng ông bá hộ lên đây. Thần cũng sẽ cho cháu thần lên đây để đối chất. Thần tin là họ sẽ không dám nói dối hoàng thượng đâu. Được, hãy cho mời cha mẹ ta tới, càng nhanh càng tốt, và cháu của ngươi nữa. Dạ. Thần xin cáo luôn. Dạ hoàng thượng, chúng tôi không dám che giấu thân phận của ngài mãi được. Đúng là hai vợ chồng này đây đã ẵm hoàng thượng đến giao cho vợ chồng tôi lúc hoàng thượng còn đỏ hỏn.
trên tay còn một vết thương bị dao cắt, máu đang chảy. Dạ bẩm hoàng thượng, là do ông chú đây một đêm hôm khuya khoắt ẩm ngài đến nhờ chúng tôi nuôi giùm, nhưng hoàn cảnh khó khăn quá nên chúng tôi phải mang ngài đến nhờ ông bá hộ nuôi. Dạ bẩm hoàng thượng, xin hoàng thượng hãy bình tâm mà nhìn nhận sự thật này. Ngài chính là hoàng thượng, ngài đang kế thừa ngai vàng của chính phủ Dương Bình. Thưa hoàng thượng, đi rồi. Không thể nào, các người lừa dối ta, lùi hết đi. Ta cần một mình để suy nghĩ. Lùi. Dạ tuân lệnh. Khoan đã, khi ta nhập cung thì tiên đế đã băng hà trên đường di hành. Ông có biết nguyên nhân cái chết của người không? Dạ bẩm hoàng thượng, khi tiên đế cải trang di hành đã xảy ra xích mích ở một quán nước bên ngoài kinh thành, rồi dẫn đến xô xát. Cuối cùng tiên đế bị một thanh niên lạ mặt đâm chết. Thưa hoàng thượng, chết ta rồi. Hoàng thượng, ngài, ngài lui đi. Số mạng của ngài đã được định đoạt bởi một lời nguyện khắc nghiệt. Dù ở địa vị tôn tỉnh cao sang, nhưng ngài vẫn phải giết cha mình và lấy em gái của mình làm vợ. Số mạng của ngài đã được ngài định đoạt bởi một lời nguyện khắc nghiệt. Số mạng của ngài đã được ngài định đoạt bởi một lời nguyện khắc nghiệt. Giết cha, lấy em gái mình làm vợ. Ta đang làm cái gì vậy? Trời ơi, ông trời ơi, ta đã một lần chạy trốn số phận, bỏ nhà ra đi, tại sao ta lại rơi vào hoàn cảnh này? Làm sao ta còn dám ngẩng mặt nhìn ai nữa? Giang sơn này liệu còn có ý nghĩa gì nữa? Ta còn xứng đáng trị vì thiên hạ sao? Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Đạo sĩ, đúng là ông rồi. Bần đạo xin bái kiến hoàng thượng. Bần đạo chờ hoàng thượng đã lâu. Ta không màng đến ngôi vị gì nữa, hãy giúp ta. Ta phải làm sao để thoát khỏi cái kiếp này? Ông hãy giúp ta đi. Bẩm hoàng thượng, như đã nói trước đây là bần đạo không có khả năng quá dạy lời quyền trên số mạng của ngài được. Bản thân ngài có chạy trốn thì cũng không tránh khỏi được. Ngài chỉ còn một cách là chấp nhận và làm nhẹ nó đi bằng những hành động thiết thực, mang lại hạnh phúc cho mọi người. Phải chấp nhận ngươi. Ta đã giết cha mình rồi, ta đã lấy công chúa, thực chất là em gái của ta, đi làm vợ. Ta còn thú loài cầm thú. Ta không còn xứng đáng sống trên cõi đời này nữa. Xin ngài hãy bớt bi lụy, ngài không có lỗi gì trước lời nguyện.
Dù ta không thể cải số, nhưng ta vẫn có thể làm nhiều việc thiện khác lớn lao hơn để bù đắp lại. Làm gì? Ta còn có thể làm gì nữa để giúp đời sao? Xin ngài đừng quên, nữ xà Dương vẫn còn sống. Bà ta không ngừng gieo rắc tai ương dịch bệnh, hòng phá hoại Dương quốc của ngài. Ngài hãy lên đường tìm mụ. Cách duy nhất để trừ khử mụ ta là lấy cho bằng được con rắn vàng. Bổn mệnh của mụ được giấu trong một hốc đá ở sườn núi phía tây. Con rắn vàng, ngài hãy quỷ cho bằng được con rắn vàng đó. Xà Dương sẽ tan biến luôn vào hư vô. Ông nói thật vậy sao? Được rồi, ta sẽ lên đường ngay. Ta ở đầu sĩ đã chỉ bảo. Xin ngài hãy bảo trọng, trời Phật sẽ không phụ lòng ngài đâu. Cáo từ. Đây là bổn mệnh của nữ xà Dương sao? Ta sẽ quỷ ngay. Nữ xà Dương, bà mau đi đầu thai làm người lương thiện tử tế nha. Thái hậu, Thái hậu ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Con phải làm sao đây? Có chuyện gì đang xảy ra vậy con? Mụ xà Dương đã bị hoàng thượng tiêu diệt. Đất nước ta đang bước vào thời kỳ thái bình. Dân chúng được no cơm, ấm áo. Có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy? Con không hiểu gì cả. Con không hiểu gì cả. Nhưng mà nếu như sự thật, sự thật giống như những gì hoàng thượng đã để lại trong lá thư này, thì quả là kinh khủng quá. Chắc con phải tự vẫn thôi, chứ làm sao mà sống nổi đây. Đưa ta xem. Trẫm tự nhận thấy mình không xứng đáng làm vua một nước trị vì thiên hạ. Đã làm người, con không ai giết cha, anh không lấy em gái. Hoàng Thái Hậu, xin nhận của đứa con lưu lạc này một lại tạ tội bất hiếu. Mọi quận khúc xin triệu tập nhân chứng duy nhất là người làm giường tên tốt. Bay đâu, gọi tên tốt vô đây cho ta. Tuân lệnh. Dạ, hạ thần xin bái kiến Thái hậu và Hoàng hậu. Chuyện gì? Nói mau. Dạ,
Dạ khải bẩm thái hậu, năm xưa khi hoàng tử sinh ra đời, hoàng thượng đã tin vào lời nguyền của xà tinh rằng hoàng tử là yêu tinh đầu thai, là người của xà tinh để báo oán hoàng thượng. Xà tinh nói là hoàng tử lớn lên sẽ giết chết cha mình và lấy em gái của mình. Chính vì vậy, hoàng thượng đã sai hạ thần mang hoàng tử vào rừng sâu để giết chết. Nhưng thật ra, thần đã không giết. Và thần đã giao hoàng tử cho người cháu của mình để nuôi dưỡng. Rồi theo thời gian lưu lạc, thế sự đổi thay, hoàng tử lên ngôi hoàng thượng. Và cũng chính hoàng tử đã giết chết cha ruột của mình và thành duyên cùng công chúa. Thưa thái hậu, hoàng hậu và hoàng thượng bây giờ chính là anh em ruột. Thưa thái hậu. Thái hậu. Thưa thái hậu, tất cả những chuyện thần vừa nói chính là sự thật. Thưa thái hậu. Hãy dừng chân. Con trai của ta, đứa con trai mà ta đã đứt ruột đẻ ra, đã bị kết án tử từ khi mới lọt lòng. Tại sao vậy? Tại sao định mệnh lại cay nghiệt như vậy chứ? Mẹ, con là một đứa nghịch tử, con đã lỡ tay giết cha ruột của mình rồi. Con à, thật ra con không có lỗi. Chính lời nguyền đó đã gieo xuống đời con. Cho dù con có đi tới tận chân trời góc bể nào cũng không thoát được đâu. Dạ bẩm hoàng thượng, ngài đã khôi phục lại cơ độ của tiên đế, há chẳng phải là ngài đã chuộc lại lỗi lầm của mình sao? Nhưng mà còn hoàng hậu Ngọc Sáng, ta không còn mặt mũi nào nữa. Không không con à, Ngọc Sáng chỉ là đứa con nuôi của ta. Nó được đánh tráo từ khi đứa con gái mà ta rứt ruột đẻ ra đã chết sau một canh giờ. Chuyện này chỉ có nhũ mẫu biết thôi. Hiện giờ nhũ mẫu vẫn còn sống mà đã xuất cung, sống ở quê nhà. Con có thể tìm gặp nhũ mẫu để xác minh lời ta nói là đúng sự thật. Thái hậu nói thật không? Con không nằm mơ chứ? Như vậy là con và hoàng hậu Ngọc Sáng không có máu mủ ruột rà gì hết. Đúng vậy, tội nghiệp hoàng nhi của ta, sóng gió đã qua rồi. Con hãy mau trở về hoàng cung. Giang sơn xã tắc này trông cậy vào con. Hãy sống vì dân vì nước. Mọi bi kịch riêng tư của chúng ta đều gác qua một bên nha. Dạ, con đã hiểu rồi. Hoàng thượng. Kìa, hoàng hậu Ngọc Sáng. Thái hậu. Dạ, thần bái kiến hoàng hậu. Thank you.
hoàng cũng không được. Tôi ráng đi anh hai. Mày đáng mình đi, tao không làm nữa đâu. Thì nghĩ chút đi, để em làm cho xong. Chứ không lòng bác hộ đuổi hai anh em mình nữa. Khỏe rồi phải không? Tao nói với mày rồi, cái đất này trâu bò cày còn không được, nó chứ con người. Ê thằng kia, mới nói gì đó, làm biến hả mày? Tôi đâu có nói gì ông đâu ông bá hộ. Cái đất này nó cứng thiệt mà. Tụi tôi cuốc bao nhiêu lưỡi cuốc rồi, xuống cái đầu là mẻ cái đó à. Hổm trài á, tụi bay làm hư biết bao nhiêu lưỡi cuốc của tao. Sáng giờ tụi bay làm được có bao nhiêu đây đó hả? Tụi bay làm được hay không? Nghĩ đi. Vậy lần sau ông. Tại đất cứng quá, chứ tụi con cũng cố gắng hết sức rồi. Thôi khỏi nói nhiều với tụi bay, cho tụi bay nghỉ. Ừ, nghỉ thì nghỉ. Vậy ông trả tiền công mấy tuần nay cho anh em tụi tôi đi. Cái gì? Mày nói gì? Mấy tuần tiền công của tụi bay có đáng bao nhiêu? Có mua nổi mấy cái lưỡi cuốc vàng cuốc bạc của tao không? Tao không bắt đền là may lắm. Còn mày đặt tiền công. Ông nói gì mà được hả? Anh hai, anh hai. Thôi bỏ đi anh hai. Tao nói cho mày biết, tao thấy thằng em của mày á, nó còn dễ thương. Còn mày á, thì ghét, rồi thứ làm biếng. Tôi thì sao? Hả? Anh hai, anh hai. Tao từ đây á, triệt cho hai anh em mày khỏi làm ở cái làng này nữa. Muốn làm á, qua cái làng khác mà làm. Còn không á, vô rừng đốn củi mà ăn. Ông nè, anh hai, thôi chứ. Này, mày? Thôi được rồi, bỏ đi này. Được rồi, thôi bỏ đi. Công nhận á, mấy cái lưỡi cuốc cùng này cũng được quá chứ. Dạ. Hai thằng này mắc bẫy mình rồi. Hai đứa bay á, kiếm cho tao mấy đứa khác cũng làm y chang như vậy. Làm nhiều á, đều đuổi, đỡ tốn tiền. Đói quá, tao đi hết nổi rồi. Thôi vậy mình nghỉ chút rồi đi tiếp anh ơi. Mình phải kiếm gì làm mới có tiền mua đồ ăn bỏ bụng chứ. Mày đi đi, tao đi không nổi nữa đâu. Thôi ráng đi anh ơi, ngồi hoài là đi không nổi luôn á. Thôi ráng đi. Thôi đi nơi, ráng lên. Đi. Tao với mày chết ở đây quá. Tao đói quá, tao chịu hết đói rồi Nhi ơi. Thôi ráng đi anh hai. Em cũng đói quá. Nhưng mà mình còn sức, mình phải ráng ra khỏi cánh rừng này. Nè anh hai, đừng có ăn. Anh hai, coi chừng đau bụng chết đó anh hai. Ăn cũng chết, không ăn cũng chết. Chẳng tao chết đâu còn không chết đói. Trần gian này ngày càng khó sống, ta cố hoài không sợ, coi như hai người gặp mai đi. Những thứ này tuy xấu xí cũ kỹ nhưng đều có phép. Cái nồi làm ra bắp, gậy dạng dặm thì đi bất kỳ đâu.
con dao cùng hạ cây rừng như chặt chuối. Nhưng tự các ngươi phải tìm ra công năng của những thứ đó. Còn hám mới nơi cũ như bản tính cố hữu của con người mà quăng đi thì các ngươi thiệt. Bây giờ biết của báo rồi, phúc hay họa thì do bản thân các ngươi tự giải quyết. Chúc may mắn, ta đi đây. Phải bỏ xác ở nơi đừng tiếng nước độc này sao? Ông trời ơi, tại sao ông lại khắc nghiệt với tôi như vậy? Ủa, anh hai, đây là gì? Sao tối hôm qua mình không có thấy? Ba cái dao cùng nồi đất, mấy cái đồ này làm được cái gì? Chắc cái tụi đi đường nó bỏ ở đây chứ gì. Lạ quá, nếu có người đi ngang đây thì phải thấy hai anh em mình chứ. Tại sao mấy thứ này lại ở đây hả? Anh ơi, trong nồi có bắp nè anh ơi. Có bắp nè. Đúng rồi, được cứu rồi. Dạ. Là bắp thiệt rồi. Là bắp thiệt rồi. Anh hai, được có ăn nữa. Ăn bắp sống là đã bụng đó. Nhưng mà anh đói quá. Anh đói lắm. Thôi thôi, đừng ăn nữa anh hai. Để em kiếm chỗ nào nó bắp cho anh hai ăn. Cái nồi này sẽ cất đi. Đi, đi nè. Trời ơi, mày điên quá. Mấy cái này mày lấy chi cho nặng vậy? Mấy cái cây này thiếu gì trong rừng? Bỏ đi, mình có cái nồi đất là đủ rồi. Thôi kệ, lỡ cần á, con dao này cắt dây máng đường đi cho đỡ mệt. Anh hai, anh hai cầm cái cây này giống đi đi. Từ đây ra bìa rừng còn xa lắm. Mày nhiều chuyện quá, cầm thấy cho nặng hả? Bỏ đi. Anh hai, anh hai, chờ em với. Hai ơi, hình như mình lạc rồi. Ta đói quá, mình đưa ta miếng bắp ăn cho đỡ đói đi vậy. Thôi ráng đi nay, ăn bắp sống đau bụng nữa đó. Ráng đem nghĩ cách coi sao. Mày định làm gì? Mày định lấy cái cây này mày phát quang hả? Mày có điên không? Nó lục như vậy chặt chừng nào mới đứt. Bỏ đi. Kệ, cùng đường rồi, để em thử coi sao. Hay quá chị ơi. Đúng là do thời. Đường đi. Có đường đi rồi. Anh hai, chắc là ông trời thấy anh em mình ăn ở có đức nên mới cho mình bảo bối này đó anh hai. Đúng rồi. Con xin cảm tạ trời đất. Anh hai, để em phát đường cho anh hai đi. Theo em anh hai. Có đường đi rồi. Mình đi thôi anh hai ơi. Hay quá, kỳ lạ thế. Cái nồi thì làm ra bắp, còn con dao này
chàng càng giống như chết bùn vậy. Còn cái gậy này không biết có thích sự gì không nữa. Thấy chưa, đúng là đồ bỏ đi mà. Quăng đi. Anh hai, mình cứ mang theo, nếu có phép màu trước sau gì mình cũng biết. Có giao thần rồi, anh hai ráng đi, em sẽ phát quang đường anh hai dễ đi hơn. Đi anh hai, chạy tiếp đi. Ráng đi anh hai. Tôi đi hết nổi rồi. Ráng đi anh hai. Đi thêm chút xíu nữa là em tìm cách nấu bóc cho anh hai ăn nha. Trời. Anh hai, cái gậy. Trời ơi, tại sao nó bay lên vậy? Nó bay rồi. Ê ơi, ông chặt vô, ông chặt vô vậy, té đó. Vậy mà giữ chặt vô, công đó xuống là té tan xác luôn đó. Dạ dạ. Ê, 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 nó tụ. Anh hai, mày bám chặt vô đi vậy. Leo lên đi. Anh đang nguy hiểm quá. Anh hai leo lên trước đi. Để anh. Cẩn thận nhanh thôi. Giữ chặt vô. Ôi vậy ơi, anh hai, cái gậy này nó hay quá, nó bay được luôn. Chỉ bao giờ trong đời anh hai bay cao được vậy luôn á. Em cũng vậy, lần đầu tiên thấy cảnh đẹp vậy đó. Trời ơi, đẹp quá. Trời, cái cây này nó hay quá, nó hay quá vậy ơi. Anh hai, vậy là bây giờ mình có tới ba bảo bối thần kỳ đó anh hai. Đúng rồi, có cái nồi đó mình làm ra bắp bạn cỏ sẽ đói nữa ha. Dạ, còn con dâu này em sẽ phát quan làm rẫy, đỡ mệt lắm đó anh hai. Trời ơi, cái thằng này sao mày khờ quá vậy? Mình có cái nồi làm ra bắp ăn rồi, mày khổ có cần trồng trọt gì nữa, mày trồng chi cho mệt vậy? Ủa, vậy mình không làm gì hết hả anh hai? Có chứ, mình làm nhiều thứ lắm chứ. Nè, mình lấy cái nồi đó, mình bắt nó làm việc ra bắp liên tục cho mình. Rồi mình lấy bắp, mình đổi lấy tiền, mình mua nhà, mua ruộng, mua vườn, hưởng già, khỏi làm gì hết, hiểu không? Hiểu rồi. Ủa anh hai, nhưng lỡ tới khi cái nồi nó hết ra bắp thì mình ăn gì anh hai? Thì bây giờ mình mới tranh thủ nè. Trời ơi, mày hỏi tao hoài à. Mày lo mày bay đi, lo hưởng thụ rồi nhìn phong cảnh, đâu phải lúc nào cũng được vậy đâu. Dạ. Đẹp quá, hay quá, dãy núi luôn kìa, mày thấy không vậy? Rồi, thác nước rồi kìa anh hai. Đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi, ngồi sát cho đi, đừng nói xuống dưới vậy. Dạ, đã quá. Ủa anh hai, bây giờ mình lên cao quá rồi, sao mình xuống? Sao mình xuống? Tao đâu biết đâu. Vậy á, để em điều khiển cây gậy thử, còn qua trái qua phải coi được không? Kêu nó thử coi. Qua phải nha. Cái trực té. Hay quá. Gậy thần kỳ. Cái gậy này nó còn biết cái lời nữa. Dạ. Vậy ơi, bà nhanh lên vậy ơi. Vậy ơi, sao bà nhanh dữ vậy? Đã đi. Hay quá. Mổ lên đầu nó. Mổ nó cho tao. Hay quá con ơi. Mày thấy gà tao đá chưa? Anh hai. Để xíu. Thôi, bắt ra. Dạ. Lại tao biểu nè. Hai đứa bay phải chăm sóc hai con thần kê của tao cho cẩn thận nghe chưa? Mất một cọng lông là chết với tao. Dạ cậu hai. Nhưng mà giỏi đi, tao thưởng cho nghe chưa? Dạ, dạ. Cậu hai, cứ để con lo. Giỏi, đi đi, nhanh lên. Dạ. Anh hai. Ủa, mày đi đâu đây? Đi đâu mà đem đồ tùm lum vậy? Không, chán quá, em tính kiếm đất làm rẫy. Trời ơi, sao mày khùng quá vậy nhỉ? Nhà đầy đủ hết, mày muốn cái gì thì mày lấy cái đó, mắc gì mày phải đi làm? Tại em thích làm. Tao hỏi mày nè, mày làm nhiều để làm cái gì? Để có tiền đúng không? Có tiền xong rồi làm cái gì nữa? Có tiền là khỏi cần phải làm. Bây giờ mày có sẵn hết rồi, mày khỏi cần phải làm cái gì hết. Tự nhiên cái mày nai lưng ra mày đi làm kiếm tiền, sao mày điên quá vậy nhỉ?
Anh không có hiểu đâu. Em đi, em bảo anh là em mang theo cây gậy với lại con dao. Ờ, đem hai cái này thôi hả? Dạ. Để cái nồi lại đúng không? Dạ. Ờ, vậy cũng được. Thôi được rồi, nếu mà mày muốn đi á thì anh cũng không cản mày nữa. Để đi, xong rồi lâu lâu có rảnh á thì ghé về đây. Anh em mình uống rượu tâm sự, chứ có cái gì khó khăn á thì nói anh giúp cho. Chứ không người ta không biết, người ta nhìn vô người ta tưởng là anh đối xử tệ với mày ha. Dạ, anh hai giữ gìn sức khỏe. Em đi nha. Ừ, đi đi. Cẩn thận nha. Dạ. Sao cái thằng này nói em tôi mà nó không giống tôi một chút xíu nào hết vậy ta? Trời, nó điên quá trời điên vậy. Đi đi, đi làm cho cực đi. Tao ở nhà cho nó sướng cái thân. Lớn công vậy chúa. Rồi mà lúc nào phụ hoàng cũng cho người theo hầu hạ ta hết. Công chúa ơi, sẵn cơ hội này chỉ có công một chúa. Mình ta sẽ đi dạo cho thoải mái. Công chúa, công chúa ơi. Gậy thần đưa ta đến đây là đâu mà lạ quá. Giống hoàng cung quá. Khung cảnh thật là đẹp. Ừ. Ừ. Nàng là ai vậy? Ờ, ta. Ừ. Ta là tỳ nữ nội cung, chuyên hầu hạ công chúa. Vậy ra đây là hoàng cung sao? Ừ. Nàng là tỳ nữ hả? Vậy là nàng được gặp mặt công chúa mỗi ngày hay sao? Ừ. Thì sao? Người muốn gặp công chúa hả? Có chuyện gì không? Ờ, không. Không có gì. Chỉ là ai cũng mong muốn một lần trong đời được nhìn thấy công chúa. Nhưng ta nghĩ giờ không cần nữa. Tại vì ta thấy không có ai đẹp bằng nàng. Vậy hả? Nếu như ngươi gặp công chúa thì ngươi sẽ thấy khác. Công chúa bao giờ chẳng cao quý hơn một tỳ nữ. Ta không biết, nhưng nàng là người cao quý nhất mà ta từng nhìn thấy. Ngươi đúng là khéo ăn nói. Ờ, ủa, ngươi là ai mà vô được giường thượng uyển này? Ta hả? Ta chỉ là một kẻ tầm thường, vô danh tiểu tốt, thích ngao du sơn hải thôi. Vậy sao ngươi lại vô được đây? Cấm vệ quân vòng trong vòng ngoài không gây khó dễ gì cho ngươi sao? Ta bay vô đây đó. Bay hả? Đúng rồi. Nhờ cái gậy này nè. Đây là cây gậy thần, nó có thể giúp ta bay khắp nơi, dù là chân trời góc biển. Sao? Đã không tin hả? Cô muốn thử một vòng không? Yên tâm đi, ta sẽ đưa nàng về không xảy một cọng tóc mà cũng không ai biết đâu. Đi, lên đi. Được, chạy đi. Ừ. Nàng vững chắc nha, ta bay lên đó. Ừ. Gậy ơi, bay đi. Hoàng cung của nàng đó. Chàng có biết không,
Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng cung ở trên cao đó. Công nhận nó rộng thiệt á. Đúng, nhưng bên ngoài còn nhiều cảnh đẹp hơn hoàng cung nữa kìa. Thiệt không? Để ta cho nàng coi. Đi. Đó, biển kìa, nàng thấy không? Wow, biển. Biển thiệt là rộng lớn. Nàng thích không? Thích, nàng thích lắm. Đi. Bên kia là rừng kìa, có nguyên ngọn thác trắng xóa luôn. Đẹp quá, đi qua bên đó đi, nhanh lên. Được rồi, được rồi. Nhưng mà ta nghĩ chắc mình phải về rồi. Coi chừng công chúa kiếm nàng đó. Không sao đâu, công chúa nói ta cứ đi chơi thoải mái đi. Công chúa biết nàng đi chơi hả? Nói chung là công chúa cũng dễ với ta. Thân mà. Thôi, ngươi chở nó đi đi, đừng có lo. Đi, qua bên kia đi, ta thích bên kia kìa. Đi. Thiệt hả? Đi con. Nàng thích không? Thích. Nếu nàng thích đó, thi thoảng ta sẽ tới chở nàng đi ngoại thành. Nàng thường rảnh khi nào? Bất cứ lúc nào ta cũng rảnh hết á. Ủa? Ta sẽ nhờ người khác. Dễ mà. Vậy hả? Công chúa ơi. Công chúa. Công chúa tới rồi, ngươi đi đi. Đi đi. Vậy ta đi nha, gặp lại nàng sau. Gầy ơi, bay đi. Công chúa trốn ở đâu á? Mà em tìm người mệt quá à. Người chơi dở ẹt à. Có vậy tìm cũng không ra nữa. Sao mà em kiếm ra được? Công chúa bịt mắt xong rồi chạy ra đây đứng. Công chúa chơi ăn gian quá. Nói tới đây rủ người ta đi chơi, vậy mà mấy ngày nay biệt tâm à. Làm ta phải đổi đồ với tỳ nữ để ra đây nữa nè. Tỳ nữ. Ta cứ sợ là không gặp nàng. Ta chờ sẵn ở đây sao mà không gặp được. Vậy hả? Hôm nay ta đưa nàng tới chỗ này hay lắm. Thiệt hả? Ở đâu? Đi đi rồi biết. Nàng lên đi. Lên đi. Đây là vườn hoa màu của ta. Đã bao giờ nàng trông thấy một vườn hoa màu như vậy chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên ta ra khỏi cung đó. Vườn này là do chính ta chàng trồng hả? Phải, chính ta trồng đó. Nàng có thích không? Thích. Nếu nàng thích thì tốt quá. Đương nhiên là ta thích rồi. Nhưng mà sao ta không thấy lính đâu hết vậy? Hả? Ý ta là thợ làm vườn á. Một mình chàng làm sao có thể làm hết được những việc này? Ngoài cây gậy ta còn có những bảo bối nữa. Nhưng nàng hứa là không nói cho ai biết nha. Ngoài cây gậy này ra chàng còn những thứ khác nữa hả? Đúng vậy. Ngoài cây gậy thần này ra ta còn có một con dao thần nữa. Tuy bề ngoài có vẻ cũ kỹ, nhưng mà nó giúp ta khai quang, mở rộng ruộng vườn. Chỉ cần gieo hạt, vun trồng là xong. Hay quá, ta muốn thử. Hôm nay ta đưa nàng về đây cũng là muốn dò hỏi ý nàng, xem nàng có yêu cây trồng, yêu cỏ cây hay không. Nếu như nàng thích, chẳng hay nàng có vui lòng vì làm vợ gã nông dân quê mùa này chăng? Cái đó thì ta biết nàng là thị nữ ở nơi cung cấm, nhưng mà chẳng hay nàng có thể nói khó với công chúa cho ta chuộc thân cho nàng.
công chúa thì ưng rồi đó. Nhưng mà công chúa ưng rồi, nàng xinh rồi hả? Ý ta nói là nếu mà xin công chúa thì chắc chắn là công chúa sẽ đồng ý rồi. Chỉ sợ là phụ hoàng ý thiếp là hoàng thượng sẽ không cho. Sao kỳ vậy? Hôn nhân của một thị nữ cũng phải do hoàng thượng quyết hay sao? Ý ta là thôi, chuyện đó nói sau đi. Chàng dẫn thiếp đi qua bên kia hái trái đi. Được rồi, nàng theo ta. Trời ơi, công chúa đi đâu không biết nữa. Nói giờ bảo về mà giờ quá ngọ rồi, cô không thấy đâu hết. Hoàng hậu hay hoàng thượng thình lình triệu kiến thì ta biết nói sao đây. Nhìn từ xa nha. Dạ. Mà dù không có thấy mặt nha, những cái dáng cà nhoi là biết con ta rồi đó. Dạ. Công chúa ơi. Ủa dạ. Sao kỳ cục vậy? Sao hôm nay con gái ta để tóc kỳ cục vậy ta? Dạ khởi bấm hoàng thượng, thật ra là công chúa tí ta tí tưởng nhí nha nhí nhảnh vậy á. Cái kiểu tóc này á hợp với tính cách của tụi con nít. Khởi bấm hoàng thượng, để cho hạ thần. Gì vậy? Nhìn cái dáng dốc này là biết con gái của ta rồi. Cái vụ mắc cỡ mà che mặt á, bữa nay mới có à? Bữa nay có vụ kỳ cục vậy? E thẹn nè. Công chúa, bỏ tay xuống cho phụ vương coi mặt coi. Công chúa, người bỏ tay xuống cho hoàng thượng xem mặt. Công chúa, bỏ tay xuống đi. Bỏ tay xuống. Hả? Người dám? Người? Trời. Người to gan. Người quá to gan. Người dám lấy đồ của công chúa mặc vô rồi đi tới đi lui. Ngươi có biết là ngươi làm như vậy là phạm thượng, ngươi sẽ bị chém đầu hay không hả? Dạ con lại hoàng thượng, con lại thị quan, tha cho con. Con có ăn á 10 cái mật gấu con cũng không có dám làm cái tội tài đình này. Số là công chúa biểu con đổi đồ với công chúa. Công chúa kêu nhà ngươi đổi đồ? Dạ. Rồi công chúa đâu? Dạ dạ con không có biết. Con cũng đang chờ công chúa về. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, nếu như mà công chúa chỉ đi dạo trong ngự hoa viên này thì thần nghĩ không nhất thiết phải cải trang như vậy. Có khi nào sao hoàng thượng công chúa trốn đi chơi? Cái gì nhà ngươi nói cái gì? Con gái ta dạy dạng tỳ nữ ra ngoài thành chơi à? Nó không có biết bao nhiêu sự nguy hiểm đang bủa vây nó không? Nhà ngươi á, con ta đi mà không thông báo người ta biết, con ta mà có chuyện gì á, chặt đầu nhà ngươi nè, chu di cụ tộc nè. Dạ, con lại hoàng thượng, con lại hoàng thượng. Trời ơi. Con lại hoàng thượng tha cho con. Nàng cần cứu nhé, sắp hạ xuống mặt đất rồi đó. Thôi ta về, nàng bảo trọng nha. Chàng cũng vậy, chàng đi bảo trọng nha. Ủa, chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng thượng, công chúa cởi gậy đi chơi với trai. Công chúa cởi gậy đi chơi với trai à? Nè, chuyện đó là như thế nào? Cha mẹ nó quan lớn cỡ nào? Hào phú hay đại gia? Gia sản như thế nào? Kể. Dạ, chàng mồ côi, không cha không mẹ, không gia thế, không học hành, không bằng cấp, không tài sản gì hết. Tụi nó có cái gì? Không có cái gì hết trơn trời. Thì làm sao cho đây? Bây giờ hiện tại nè, thằng đó có cái gì? Dạ, có nhiều lắm cha. Chàng có một trái tim nhân hậu, có một tâm hồn thuần phát, có đôi tay mạnh mẽ, biến sỏi đá hoang du thành cây trái xanh tươi. Và trên hết là chàng có trái tim của con, thì con muốn lấy chàng. Trời ơi, trời ơi. Con cái thằng nông dân đó để con trở thành cái mụ nông dân hả? Dạ, con muốn làm mụ nông dân. Trời ơi, chết rồi. Công chúa ơi, con tưởng con ra khỏi cung cấm là con sung sướng sao? Con tưởng là người nông dân chân lắm tay bùng sung sướng lắm sao? Vui lắm cha, con thử rồi, con muốn sống như vậy suốt đời luôn. Trời ơi, công chúa ơi, con điên mất rồi. Một công chúa đương triều như vậy mà chịu đi lấy một người nghèo kiết xác như vậy. Trời ơi, một đồng bạc cũng không có trong mình, rồi sau này cuộc sống còn sao?
lúc đó thì con thế nào? Con có thấy trước hậu quả không? Nó bỏ bùa mà xuống lú con hay không? Trời ơi, cha mà gặp nó đâu cho chém nó bay đầu luôn á. Lăng trì nó, cho ngựa tứ mã thành tay luôn. Cha, cha làm như vậy á, con chết theo chàng luôn. Con thề đó. Chết. Dạ bẩm hoàng thượng, xin ngài dừng cơn thịnh nộ, kẻo nó ảnh hưởng tới long thể của ngài. Con đã nói là không có bùa mê thuốc lú gì hết á. Trời Phật thấy chàng hiền lương nên cho chàng một cây thần và con dao thần đó. Cái gì? Nói chung á là trời cho chứ không có khuất tất gì hết. Công chúa, hồi nãy công chúa mới nói cái gì, cái con dao thần á, sao công chúa không nói rõ ra đi, rồi để cho thấy được chàng trai đó minh bạch vô tội vậy đó. Sao? Để kể cho nghe. Rồi sao? Cây thần đó hay lắm. Vậy đó hả? Muốn đi đâu á thì tùy ý. Còn cây dao thần đó hay lắm. Chặt. Chặt. Đúng. Đúng cái cổ thụ như cắt cỏ vậy đó. Tôi thử rồi nè. Ghê vậy. Ta cắt ta cắt. Còn bén mạng tới đây nữa nha. Gặp đâu chém đó, gặp đâu chém đó đó. Cha. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, theo thần thiết nghĩ, công chúa chưa từng rung động trước một chàng trai nào khác, kể cả các hoàng tử láng giềng tới Dương Tôn công tử trong triều. Vậy mà một hai muốn lấy chàng trai dân giả đó. Thần trộm nghĩ chắc chắn rằng phải có một lý do gì đó. Hoàng thượng, sao hoàng thượng không tới gặp một lần cho biết, để xem coi biết đâu có điều gì thú vị thì sao. Từ thời khai thiên lập địa tới giờ tôi mới thấy ông nói một câu nghe được á. Công chúa, thần thì lúc nào cũng muốn giúp cho công chúa. Thôi. Dạ khởi bẩm hoàng thượng, thần nghĩ là thôi được. Ta nể lời của thị quan, ta cho phép con mời chàng trai nó vô triều đình một lần cho ta biết. Công chúa, tiện thể công chúa nói chàng trai đó nhớ đem hai cái vật phẩm đó vô đây, biết đâu á khi mà trời cho hai cái vật phẩm đó thì chàng trai á là người có phúc đức thì sẽ là điềm phúc điềm tốt, lúc đó hoàng thượng thấy người sẽ hồi tâm đổi ý thì sao, đúng không công chúa? Dạ, để con nhắn chàng rồi con báo lại phụ hoàng nha. Ừ. Con chào phụ hoàng. Đi đi con gái, đi đi. Dạ. Ý của người sao? Bây giờ muốn giết nó luôn hay là đưa nó vô cái cung này rồi mình lấy luôn hai cái món đồ của nó? Dạ khởi bẩm hoàng thượng, không có chuyện gì mà mình không đổ tội cho chàng trai đó được. Hoàng thượng không nghe nói sao? Công chúa nói là nó có hai cái báo vật mà trần gian này có tiền á cũng không có mua được. Bây giờ mình phải nắm lấy hai cái báo vật đó, rồi sau đó cho nó về trời cũng được. Trời ơi, kế bên ta có một người thâm hiểm như ngươi. Ta cũng sợ lắm. Thị nữ, thị nữ ơi, thị nữ ơi, ta tóm được ngươi rồi. Ủa, ngươi là ai mà dám đột nhập vào giường thượng quyển? Ngươi muốn chết hả? Ta... nàng hiểu lầm rồi. Ta... tìm một nàng thị nữ giống nàng. Mà không, cô ta là người rất đẹp. Nàng... nàng tên gì mà ta cũng quên hỏi mất tiêu rồi. Ta chỉ biết nàng là thị nữ thân cận của công chúa đó. À, ta hiểu rồi. Vậy thì bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi gặp công chúa để ngươi hỏi nhiều hơn ha. Không được đâu. Nếu gặp công chúa thì nàng ấy sẽ nguy mất. Không được đâu. Phải nguy thôi. Tỳ nữ trong cung cả gan lén lút hẹn hò trai lạ. Kỳ này ý trung nhân của ngươi tiêu rồi. Nàng, xin nàng tha cho ta. Ta phải làm sao đây? Đi, hay là đợi ta la lên cho lính vô? Nàng tha cho ta đi, nếu không nàng ta sẽ nguy mất. Đi theo ta. Nàng tha cho ta đi mà. Nhanh lên. Ta xin nàng. Dạ. Chuyện gì mà kinh động đến ta vậy? Về bẩm công chúa. Dạ bẩm công chúa, tôi là Nhị, là một người nông dân, đã trót thương thầm một thị nữ trong cung. Nếu không phải tội chém thì xin công chúa hãy chém thần
mà tha cho nàng. Công chúa hỏi ngươi có thật là dám chết vì tỳ nữ mà ngươi quen hay không? Dạ bẩm thật. Thưa công chúa, tôi còn yêu nàng hơn chính bản thân của mình. Đủ rồi, chàng đứng lên đi. Thì ra là nàng hả? Vậy mà nãy giờ nàng đùa giỡn, làm ta sợ muốn chết. Nàng, nàng mặc bộ đồ này đẹp quá, chắc chắn là không ai đẹp bằng nàng. Kể cả công chúa. Thề với thần tiên ở trên trời luôn đó. Bẩm công chúa, sến quá, mà đúng là chàng yêu thật rồi. Công chúa, thử lỗi cho ta vì đã che giấu thân phận với chàng. Nhưng nếu không làm như vậy thì chưa chắc chàng sẽ dắt ta đi ngao du sơn thủy. Cảm ơn chàng đã luôn đối với ta như một cô gái chứ không phải là một công nương. Vậy ra nàng, nàng thật sự là đương kim công chúa. Ta phải nói thật với chàng vì chàng cũng phải ra mắt phụ hoàng mà thôi. Ra mắt phụ hoàng? Ra mắt hoàng thượng? Ừ. Ta... Chẳng phải muốn lấy nhau là phải ra mắt cha mẹ sao? Có một cái chuyện còn thôi, cho dẫn chàng sinh đi nó về triều. Vậy mà cũng lâu lắc nè, hôm qua tới giờ cũng chưa nhắc gì cho ta thấy mặt. Hoàng thượng, công chúa về, công chúa về. Phụ hoàng, chàng tới rồi nè phụ hoàng. Dạ, muốn tâu thánh thượng. Thần là nhị, kính chúc thánh thượng vạn thọ vô cương. Phụ hoàng, chàng nhát lắm, phụ hoàng đừng có làm cho chàng sợ nha. Khởi bẩm hoàng thượng, cái chàng trai đó đó, nhìn coi bộ cũng khôi ngô tuấn tú dữ lắm. Nghe nói ngoài cái gậy thần nhà ngươi chở công chúa con gái ta đi chơi, còn có một cái dao thần nữa. Cái kia có phải là cái dao thần không? Dạ. Phụ hoàng kêu chàng tới chỉ để hỏi như vậy thôi sao? Công chúa, từ từ. Thần thiết nghĩ hoàng thượng thấy những vật dụng đó đó thấy giống y chang bề ngoài của chàng trai kia. À không phải, tại vì nó sần sùi xấu vậy nhưng lại cực kỳ hữu dụng, cho nên á hoàng thượng tò mò muốn tìm hiểu vậy đó mà. Dạ không hề gì. Đây chính là con dao bệ hạ vừa nói tới, nó giúp thần chặt cây phá rẫy dễ như chơi, nhờ vậy mà ruộng vườn của thần ngày càng mở rộng. Những thứ đó chỉ có tác dụng khi có bàn tay của chàng. Chính chàng đã tạo ra những báu vật đó. Thì ra là vậy à. Ta có thể xem qua hai cái báu vật đó được không? Dạ. Nó không trả lời là đồng ý rồi đó. À lấy đi. Dạ hoàng thượng. Trời ơi, ta nhớ cây gậy này, con gái ta bay trên mây đẹp lắm à. Ta là vua một nước mà chưa bao giờ được bay trên cung đình này. Còn con dao này, xem nó có công dụng gì thần kỳ lắm hay không. Dạ. Cha, cửa cái cây gậy này nè, bay lên trời á, thích lắm luôn á cha. Đã sao không đã? Mình sẽ thấy hết tất cả những gì trên mặt đất luôn. Đã lắm. Ta thấy còn đã mà, đừng có nói. Dạ, muôn tâu hoàng thượng, phúc lớn cho thần. Trong lúc dạo chơi lạc dược thượng quyển, vô tình gặp được công chúa và đã trao lời hẹn ước cùng nàng. Hôm nay thần xin bệ hạ cho thần rước công chúa về làm vợ, yêu thương và tôn trọng đến trọn đời. Đó. Dạ. Hoàng nghe nói gì chưa? Dạ không. Rồi cưới gái ta. Đúng rồi. Mắc cười quá. Ủa, hoàng thượng, đừng làm thật lo hoàng thượng. Chẳng sao không cha? Họ bớt đi được cười nữa. Đừng có điên hả? Đừng có nhìn nhận cái này đi. Đồ khốn rách đau ôm, dám lấy công chúa đương triều làm vợ. Cha, sao cha lại nói như vậy? Đến đâu? Dám nó vào trong cung, ngày mai chém đầu những cái tội phạm thượng khí quân. Hoàng thượng, xin hoàng thượng suy xét lại. Dạ. Dạ. Hoàng thượng, thần không có tội. Hoàng thượng, xin hoàng thượng suy xét lại. Còn hai cái báo vật này, ta sẽ súng vào công vị. Hoàng thượng. Dạ. Hoàng thượng, thần vô tội. Dạ.
đã lừa con. Con chết cho cha coi. Chết cái gì? Quân sĩ đâu? Giam công chúa lại. Cha! Sao lâu quá mà không thấy thằng Dễ nó về? Đã nói rồi vậy mà không nghe. Chắc làm ăn thất bát lắm, mắc cỡ không dám về đây. Nói rồi mà, tranh thủ hưởng thụ đi. Cái thằng khờ quá, đúng là điên mà. Ủa, bà đã cho người giống con lại, tại sao con ra đây được hả? Phụ hoàng, phụ hoàng thả chàng ra đi phụ hoàng. Phụ hoàng, con mà nói một lời nào nữa, ta sẽ lôi đầu nó ra, ta chém ngay tức khắc. Đừng, 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 đừng phụ hoàng ơi, phụ hoàng. Phụ hoàng muốn sao con cũng nghe hết. Lấy ai cũng được, miễn là chàng được sống thôi. Con đồng ý lấy bất cứ một người nào mà ta chọn phải không? Với điều kiện con thấy chàng còn sống bước ra khỏi cung. Chỉ cần nghe chàng bị sát hại thì con lập tức cắn lưỡi chết ngay tại chỗ. Thôi được rồi, ta đồng ý. Đội ơn phụ hoàng, đội ơn phụ hoàng. Hoàng thượng có lệnh, ngươi mà lén phán tới đây giết không tha. Công chúa, công chúa có sao không? Ta muốn gặp công chúa. Giờ này mà ngươi còn muốn gặp công chúa nữa hả? Dừng lại. Dạ công chúa. Công chúa, nàng có sao không? Nàng có bị gì không? Chàng đi đi, đừng lo cho thế. Đi đi, chàng hãy trốn đi thật xa. Thiếp chỉ lo cho chàng được tới đây thôi. Nàng... chàng đi đi. Nàng nói vậy là sao? Đi đi. Công chúa đi. Nàng nói vậy nghĩa là chúng ta không bao giờ gặp lại được nhau nữa sao? Chàng đi đi, ráng giữ gìn sức khỏe. Ta hiểu rồi. Nàng cũng vậy. Bái biệt. Gãy thần, ta phải đi cả tháng mới về tới nhà. Hoa màu chết hết, phải chỉ có giao thần thì dễ đi hơn. Ta sắp lạc nữa rồi. Cao sang tột bậc mà lại xấu xa giường đó. Ta với nàng yêu nhau đâu có tổn hại tới ai đâu. Đói quá, không thoát khỏi khu rừng đêm nay. Không bị thú dữ ăn thịt thì cũng chết vì đói.
sống rồi. Đúng là ông trời thương ta, cho ta cây chuối này. Con xin cảm tạ trời đất. Mà sao cây chuối này có màu kỳ lạ quá, không biết ăn vô có sao không. Thôi kệ, nếu không ăn thì chết đói. Con cứ nghĩ cuộc đời con may mắn, không ngờ là con đã phạm thượng nên mới ra nông nỗi này sao. Đúng là tại ta đồ mốc mà đòi trời mắm son, dân đen mà đòi cưới công chúa. Ta bị trừng phạt như vậy là đúng rồi. Bây giờ mà về làng thế nào cũng bị thiên hạ chế cười. Nhưng không lẽ bỏ mạng ở đây. Ta phải về thôi. Sao ra khỏi khu rừng này đây? Trái gì lạ quá. Ăn vô lỡ trúng độc hay là mọc thêm cái bướu nữa thì sao? Còn thứ gì ghê gớm ở cái sừng này nữa chứ. Thôi kệ, cứ ăn thôi, thì mấy cái búa nó cũng chẳng sao, chết là càng tốt. Wow, thoải mái làm sao. Chỉ cần no bụng là được. Tính ra ta cũng có lắm gặp mai đấy chứ. May quá, không mọc thêm cái bú nào hết. Không biết có mọc thêm cái sừng nào nữa không. Hết rồi, hết rồi, hết thật rồi. Con xin cảm tạ trời đất. Hết rồi, hết rồi. Đúng là trái thần kỳ. Ăn trái kia vô thì mọc ra một cái sừng, còn ăn trái này vào thì cái sừng biến mất.
Không phải ta có cách lấy lại bảo bối và đòi lại công chúa rồi sao? Công chúa ơi, có chuyện lớn rồi công chúa ơi. Chuyện lớn lắm. Tới rồi công chúa. À không phải, quay lại rồi. Cái anh chàng mà cởi gậy đó công chúa, quay lại rồi. Ngừng được cái gì? Cái anh chàng mà cởi gậy á, quay lại rồi. Công chúa, ngươi đúng là một tên to gan cứng đầu lì lợm. Ngươi còn dám quay lại đây hả? Muốn đâu chém? Dừng lại. Chà bẩm hoàng thượng, sở dĩ thần nói dừng lại là bởi vì nó có một trái thần muốn dâng lên hoàng thượng. Trái thần? Công chúa, mình nán ở lại đây chút xíu đi. Dạ thưa bệ hạ, đúng là hạ thần còn một thứ bảo bối nữa. Hạ thần nghĩ hoàng thượng thích giao thần gậy thần thì chắc chắn sẽ thích bảo bối này, nên mới mạo muội đến đây để xin được đổi bảo bối lấy công chúa, dù cô chết cũng cam lòng. Anh chàng này si tình làm sao á. Phải chi em cũng gặp được một người gần gần giống vậy ha. Nhà ngươi đâu bảo bối đâu, đưa ta coi. Dạ, cái món này quý hơn hai cái món trước nữa. Lỡ thần đưa ra mà hoàng thượng không giữ lời hứa thì sao? Ở đây trước mặt mọi người, thần mong là hoàng thượng cho thần một lời hứa. Hoàng thượng, hứa đi. Hứa đi hoàng thượng. Ngươi muốn gì? Ta hứa đâu đó. Lẹ lên, đưa cho ta coi, lẹ lên. Dạ. Đưa đây. Đưa đây, nhanh lên. Đừng có lấy bảo bối của tôi. Trả lại cho tôi đi. Trả lại cho tôi. Trái này nó giống trái chuối ghê á hoàng thượng. Trái chuối chứ còn gì nữa. Trái này trái chuối chứ có gì đâu. Chuối ngon quá trời. Trái chuối. Kính chân hoàng thượng một trái. Hoàng thượng cho hạ thần một trái. Khoan. Dạ. Khoan ăn. Cái thằng này nó chưa nói trái này là nó có cái công dụng gì. Đỡ ăn vô chết sao? Dạ. Trái chuối này có tác dụng là trường sinh bất lão, càng ăn càng trẻ. Ăn hoài trẻ mãi. Hoàng thượng nghe gì chưa? Trường sinh bất lão. Ăn càng nhiều càng trẻ. Dạ. Hợp những cái dạng như hoàng thượng á. Tại sao không ăn? Ăn liền chứ. Ăn cho trẻ lại. Không có nổi, từ từ. Ngon. Sao mà nó có loại chuối hay quá. Đau bụng quá. Đầu nữa. Đau quá. Đau nặng quá. Đau quá. Trời ơi, cái đầu. Quang thượng. Cái đầu. Cái gì? Cái đầu quang thượng. Có cái gì đó lú lên kìa. Cái đầu ta mà lú gì, cái đầu người mới lú á. Cổ mà. Cái đầu ta mà lú cái gì? Đó, y chang của thần luôn. Công chúa, người coi kìa. Ngươi thật là to gan, dám làm cho vua một nước bị mọc sừng. Lần này ta phải giết nhà ngươi. Dạ thưa bệ hạ, lúc thần ăn chỉ có nửa trái chuối, mà cái sừng của thần mọc cỡ này, hai người ăn liền hai trái, chắc cái sừng lát nữa sẽ mọc dài hơn nữa đó. Nè, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi ăn nửa trái chuối mọc sừng, mà bây giờ cái đầu ngươi không có cái sừng hết. Vậy là ngươi có thuốc giải đúng không? Dạ đúng. Đúng là hạ thần của thuốc giải. Thiện quan đúng là người lúc nào cũng nhanh trí hơn người. Giết nó. Quan thuốc giải. Quên. Dạ thưa bệ hạ, bây giờ bệ hạ có giết hạ thần, thần cũng cam lòng. Nhưng thần chỉ sợ lúc mà hạ thần chết rồi thì sẽ không ai đưa thuốc giải cho hai người. Thuốc giải đâu? Nhận đi, mau đưa cho ta. Dạ, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng hạ thần có điều kiện. Được.
điều kiện gì nói đi. Trời nhanh lên. Dễ thôi. Thứ nhất là xin hoàng thượng cho thần được lấy công chúa. Thứ hai là xin hoàng thượng hãy trả lại hai bà bố cho thần. Ta giết cái người. Giết. Khoan. Phụ hoàng, phụ hoàng mau thả chàng ra đi. Trả lại cho chàng hai báu vật đó, đâu phải là của phụ hoàng đâu. Công chúa ơi, bỉ mới đưa thuốc giải cho ta. Con muốn cưới chàng, phụ hoàng tha cho chàng đi, con sẽ nói chàng đưa. Trời ơi, nó làm cho ta mọc cái sừng, mà con còn muốn lấy nó làm chồng sao công chúa? Nếu như phụ hoàng không ép chàng thì đâu có ra nông nổi này đâu. Thôi được, thôi được. Đưa cái thuốc giải quỷ quái ở nhà người đây. Ta trả lại dao nè, gãy nè, để đổi lấy cái cặp sừng khủng khiếp này. Đưa thuốc giải đây. Dạ thưa hoàng thượng, hạ thần sẽ đưa thuốc giải cho hoàng thượng. Nhưng lấy gì đảm bảo hoàng thượng sẽ giữ lời hứa? Ta mà nuốt lời cho ta bằng thêm một cái sừng nữa đi. Dạ hạ thần sẽ đi lấy thuốc giải. Hạ thần không dám mang theo, tại vì sợ sẽ bị cướp như lần trước. Xin bệ hạ cảm phiền đợi hạ thần mấy ngày, hạ thần sẽ mang về. Trời ơi, mấy ngày lận hả? Mấy ngày lận hả? Thôi thôi đi, lẹ giùm. Công chúa, nàng sẽ chờ ta chứ? Ta sẽ đợi chàng cho đến khi đầu bạc răng long. Thôi đi lẹ, lẹ đi. Đừng đâm mà nắm ta cái gì nữa. Nàng đợi ta nha. Anh hai ơi, anh hai, em dẫn em dâu về ra mắt anh hai nè. Anh hai ơi, anh hai, anh hai. Vậy anh hai, anh hai. Vậy ơi, em về rồi anh hai, mừng quá vậy ơi. Anh hai, sao anh hai ra nông nỗi này vậy? Anh hai sắp chết rồi vậy ơi. Do anh hai ăn chay thất tháng nên bị trời phạt, cái đồ giờ không còn tác dụng nữa rồi. Cái nhà này lát nữa người ta cũng tới xiết luôn đồ vậy ơi. Anh hai chết rồi vậy ơi. Ngày nào anh hai cũng trông gì về hết vậy ơi. Phải chi hồi đó anh nghe lời em, đừng có ỷ vô cái nồi mà ăn chơi trác táng thì giờ đâu đến nổi. Nhưng không sao đâu anh, anh cứ về với em, có sức người sỏi đá cũng thành cơm, huống gì mình có dao thần, có gậy thần, ngao du đây đó nữa, đời còn gì vui hơn nữa anh, đúng không nè? Dạ phải đâu đó anh hai. Bây giờ anh hai biết anh hai sai rồi. Dạ. Bắt từ sáng tới giờ được có 4 con ốc, bây giờ làm gì ăn tụi bay? Ăn cái đầu mẹ. Bán đi. Ừ, bán đi. Ai mua mà bán? Trời đất ơi, ai mua thì mình bán cho người đó. Bây giờ chia đều ra, rồi mạnh ai người đó bán nha. Để tao chia, để tao chia. Nè, mày một con. Đó. Mày một con. Tao một con. Tại sao còn dư con ta? Mày ngu quá, mày không biết cách chia. Coi tao chia nè, đưa đây coi. Hỏi đi. Tao chia đều cho con coi. Nè, mày là con nè. Mày một con nè, tao một con. Sao cũng còn con? Tụi mình ba thằng mà ở đây có 4 con ốc, vì vậy nó mới dư một con. Bây giờ cái con dư á, mình chặt ra làm 3 rồi chia cho nó đều. Chặt ra cái đầu mày á. Chặt ra nó chết rồi sao mà bán? Ha. Hay là mình mang về nuôi đi, khi nào mình bán á rồi mình chia tiền. Trời đất ơi, hai đứa tụi bay nghĩ coi, cái lều để tụi bay chui ra chui vô còn có, bây giờ đem 4 con này về lấy cái gì cho nó ăn? Mà mày nói tao mới nhớ, sáng giờ chưa ăn gì hết, tao đói bụng quá. Tao cũng đói quá. Tao cũng đói quá trời. Đói rồi phải không? Dạ. Không mấy về nhà già ăn cơm đi, có cơm nóng, có tép rim ngon lắm. Trời ơi, ốc này nó đẻ dữ lắm nè, nó mà đẻ là tha hồ bán luôn á. Đó,
Tụi mày thấy chưa, tao nói là bán được mà. Ờ, trời đất ơi, ốc này nhiều người hỏi mua mà không có bán đó. Trời ơi, một con á, mẹ đẻ được 10 con thì bốn con á, sẽ đẻ được 30 con. Vậy hả? Mày bị khùng hả mày? Hả? Đúng là ngu. Bây giờ tao nói mày nghe nè, bốn con ốc làm sao mà đẻ được 30 con? Bây giờ một con ốc có thể đẻ được 10 con. À, bốn con ốc là phải đẻ được 14 con. Ừ. Sao 14 con? Thì bốn con này cộng với 10 con kia là 14. À, ha. Rồi vậy rồi đó. Rồi, đúng vậy rồi, chưa? Đúng rồi. Bây giờ vậy nè, tôi nói cho nghe. Tôi quen với ông chủ giữa ốc á. Bao nhiêu ốc ổng cũng thu mua hết. Nhưng mà nuôi ốc này không có dễ nghe. Phải có nhà cửa rồi phải có. Ủa mà mấy chú em mày nhà ở đâu vậy? Không có nhà. Không có nhà sao mà nuôi ốc? Nuôi ốc này đâu có dễ đâu. Không may để tôi giúp cho. Bà tính giúp kiểu gì? Bà đừng nói con thứ tư bà lấy nha. Tụi tôi không có ngu đâu. Trời trời, tôi biết là mấy chú em mày thông minh. Chứ sao? Nhưng mà vậy, nhà tôi thì neo đơn, không chồng không con gì hết. À, cho nên không mấy ba chú em mày về ở chung đi, coi như mẹ con, không có tính toán gì hết đó. Rồi chừng nào mà ốc này nó lớn á, nó đẻ ra rồi bán, tới chừng đó cá lên rồi đền ơn cho tôi cũng đâu có muộn đâu, phải không? Mẹ, mẹ cho mấy con ốc ăn chưa? Mẹ cho nó ăn rồi, hỏi hoài à. Mệt không? Dạ mệt mẹ. Nhưng mà con không làm cho mẹ thì con làm cho ai? Có ba đứa con về, nhà cửa đỡ quạnh hiu, mà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ, mẹ vui lắm. Ờ mà nè, con gánh mớ rạ này vô đi, rồi một hồi á ra gánh cho đầy cái hầm nước ngoài sau đó nghe, để dành mùa sau mình vừa ăn mình vừa tưới vườn nữa đó. Ủa vậy hôm nay không lợp nhà hả mẹ? Ờ thì ba đứa chia nhau, đứa lợp nhà, đứa vét mương, đứa gánh nước, đứa quét sân, đứa nấu cơm, đứa cấy lúa, đứa chăn trâu, phải không mẹ? Giỏi ghê luôn á. Dạ. Đúng là mẹ có phước, tự nhiên già có ba đứa con hiếu thảo ghê luôn á. Dạ. Thôi đem cất rạ ra làm sao đi con. Dạ. Ủa bó rạ này để đâu mẹ? Ủa sao hỏi hoài vậy? Thì con vô con cứ chất theo cái đống ngoài sau đó. Cứ mỗi lần đem vô là hỏi, mỗi lần đem vô là hỏi hoài à. Tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác nên con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con có sáng dạ không? Ừ, ba đứa sáng dạ. Dạ đều hết đó. Dạ. Rồi đem ra ngoài sau cất đi ông. Dạ, con đi nghe mẹ. Ừ. Trời ơi, ngu như bò vậy đó. Được cái là có ba đứa này về á, đỡ tốn tiền mướn thợ, mà trong nhà lúc nào cũng gọn gàng sạch sẽ đâu vô đó, mà mình khỏi đụng móng tay. Trời ơi, nó khỏe gì đâu. Mẹ ơi. Ờ con. Con về rồi nè. Ừ. Mẹ ơi, cụ để đâu mẹ? Nữa thấy không, hỏi nữa mà. Ha, đứa nào cũng vậy, gánh vô là hỏi, vác vô là hỏi, để ra đóng củi sau nhà, rồi lần sau là không hỏi nữa nghe. Dạ, tại con sợ mẹ muốn để chỗ khác, con hỏi cho nó chắc. Mẹ thấy con giỏi không? Giỏi, có một đống củi một rồi đem ra ngoài sau đi. Dạ. Đây nè, đi đường này nè. Dạ. Mẹ ơi, mẹ thấy con khỏe không? Khỏe. Vậy con đi đường vòng cho nó mệt. Tôi sắp khùng thôi mấy thằng này. Dạ mẹ, con mới về thưa mẹ. Ừ. Bó rạ để đâu mẹ? Hỏi nữa hả? Mày để đây nè. Để trên đầu tao nè. Để trên đầu mẹ hả? Ờ. Dạ. Mẹ. Mẹ ơi, con xong rồi mẹ ơi. Ủa mẹ, mẹ mệt rồi hả? Ủa, bự. Mẹ bị sao vậy? Mẹ nằm nghỉ mệt. Tại vì biết sao không? Tao bê bó rạ từ ngoài đồng về. Tao hỏi mẹ là mẹ ơi để rạ đâu? Mẹ nói là để đầu mẹ. Cái tao để lên đầu mẹ, cái mẹ nằm nghỉ luôn. Chắc là tụi mình hỏi nhiều quá rồi mẹ mệt mẹ ngủ á. Ừ. Hay là mình cũng ngủ luôn đi, chút mẹ thức dậy á mẹ sai mình làm tiếp. Ừ, tao thấy ở đây mệt quá, không giống như hồi tụi mình đi bụi. Có mẹ cũng vui mà mệt quá. Ừ. Tối đặt lưng xuống á,
rim hết mình mẩy luôn. Ngủ không biết trời trăng gì hết á. Sáng dậy vẫn còn mệt á. Mà mình làm hết cái này tới cái kia mà làm hoài không hết việc. Ê ê ê, tao nghe mấy thằng cha tá điền á cười tụi mình là ba thằng ngốc về đây á để cho mẹ lợi dụng. Ủa, có hả? Rồi á làm mướn không công luôn á. Không có đâu, tại người ta thấy tụi mình có mẹ nên người ta nói như vậy á, chứ tụi mình đâu có ngu đâu mà để bị lợi dụng. Đúng rồi, tụi mình khôn mà, chỉ có tụi nó mới ngu á. Mẹ cho mình về á ăn không nè, ở không nè. Không lẽ mình đi lấy tiền công của mẹ. Là con á là phải làm giúp đỡ cho mẹ chứ. Ê bảy, sao mà mẹ ngủ lâu quá không chịu dậy vậy? Tao thấy bà lâu á. Bà ơi, tôi đem xả qua cho bà nè. Ủa, sao bà nằm đây vậy? À, mẹ tôi đang nằm nghỉ chút. Trời ơi, bà chết rồi ông ơi. Chết làm sao được mà chết, tắt thở đâu mà tắt thở. Tôi mang cái bó rạ này từ ngoài đồng về, tôi mới hỏi mẹ tôi là: mẹ ơi, bó rạ này để ở đâu? Cái bà nói là để trên đầu tao nè. Tôi cầm bó rạ, tôi để trên đầu bà. Ai ngờ đâu, để lên cái, bà mệt quá, bà lăn ra, bà ngủ tới giờ luôn. Đúng rồi. Trời ơi, bà tắt thở rồi kìa. Bó rạ nặng quá, để lên đầu bà gãy cổ bà chết rồi. Thôi thôi, lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Chết thiệt sao? Tại sao lại chết? Tôi ba anh em lo đi chặt cây về làm quan tài cho bà đi. Để lính làng xuống đây là rắc rối lắm. Để tôi đi lấy dao. Vậy con tôi làm gì ta? Đi. Thiệt tình. Anh anh nhớ giữ xác đừng để mẹ tôi đi đâu nghe. Rồi sẵn tụi tôi chặt nhiều cây để đóng quan tài cho anh luôn. Trời ơi, đi lẹ giùm tôi đi mấy cha ơi. Biết rồi, đi lẹ. Trời ơi, Âu cũng là cái số. Tự nhiên bà bắt con người ta về hầu hạ phục vụ cho bà, chi cho mang họa vào thân. Còn bốn con ốc của tụi nó nữa. Thôi bây giờ sẵn bó xả ở đây, tôi vô luộc bốn con ốc rồi cúng cho bà. Ê, tao thấy trong khu rừng này toàn là cây tròn không à, đâu có cây vuông đâu mà làm quan tài mày. Mà mấy cái cây ở trong này mọc rất là lạ nghe. Ở dưới thì to, mà lên ngọn thì nhỏ, không chịu to như ở bên dưới. Không lẽ chôn mẹ không có quan tài? Mày ngu quá. Không có quan tài sao chôn? Theo tao á là cái khu rừng này không có, mình phải sang khu rừng khác mình tìm. Đúng không? Gì vậy mấy anh? Anh dạ. Chào anh Tiều Phu. Anh cho em hỏi, khu rừng nào có gỗ vuông để mình đóng quan tài vậy anh? Gỗ vuông? Ở đây làm gì có gỗ vuông giống như cái quan tài. Mà cũng đóng quan tài đúng không? Đó, cây thiếu gì? Trời ơi, mà trong đây toàn gỗ tròn, đâu có nào vuông mà giống quan tài đâu. Sao đóng? Thằng này nó nói đúng á, quan tài là hình vuông. Anh có hiểu không? Nhìn mặt anh chưa chết chắc chưa hiểu rồi. Vô gì vậy cha? Tự nhiên chùm cho nó chết. Muốn đóng quan tài phải không? Ừ. Cưa cây ra, xong rồi đóng nó lại, nó mới thành hình vuông giống như cái quan tài. Chứ ở đâu ra có cây vuông cha nội? Nói chuyện với mấy cha nhức đầu quá. Vậy hả? Vậy hả? Ê, tao thấy ảnh nói đúng rồi nha. Bây giờ mình phải tìm cái cây nào mình chặt, rồi mình đóng nó mới thành hình vuông được chứ. Nhưng mà trong khu rừng này, cây to cũng có, cây nhỏ cũng có. Biết chặt cây nào bây giờ? Mày ngu quá. Sao vậy? Mình chặt hết luôn. Mày mới ngu á. Bây giờ mình chặt hết, đóng quan tài xài sao hết được. Đúng rồi, mày mới ngu á. Giờ mới chặt cây nào? Để tao tìm coi. Cây này. Làm cái gì cũng phải có kế hoạch. Mày nói đúng, tụi mình là những con người thông minh mà. Chứ nếu không cái cây nó ngã xuống, gỗ nó bị dập là không làm quan tài được. Vậy bây giờ thằng nào chặt, thằng nào đỡ ngọn, thằng nào đỡ gốc? Tao bự con nhất, để tao chặt. Mày khôn quá ha. Mày chỉ được khỏe là mày chặt hả? Mày ngon mày chặt đi. Nè, chặt đi. Vậy tao mới nói hai thằng mày á ngu, có não mà không biết suy nghĩ, đúng không? Giờ tụi bay chỉ cần chờ cái cây nó ngã xuống rồi tụi bay đỡ, vậy thôi. Còn tao á, chặt từ đầu đến cuối, không phải là mất sức hơn không? Ha.
Nhưng mà tao đang phân vân, một trong hai thằng tụi bay thì đứa nào đỡ gốc, đứa nào đỡ ngọn. Ê Bự, cái gì? Mày chọn cái cây hay thiệt. Có gì đâu hay, nó che được cái bụng của tao. Chứ nếu mà mày chọn cái cây nhỏ hơn á, nãy giờ cái bụng của tao nó thành mấy khúc rồi. Ê, sắp xong chưa tụi bay? Chờ chút xíu đi, sắp xong rồi. Lẹ đi. Ê, ở trên đó cho chắc nha. Cái lúc mà cái cây nó sắp đổ xuống rồi, mày phải đỡ được đó nha. Yên tâm đi, tao đỡ cái cây không sao đâu. Tập trung đi nha, sắp được rồi đó. Ta thiệt là thông minh. Tụi mày thấy tao thông minh không? Ê, tụi mày làm có chút xíu à, tự dưng giờ lăn ra ngủ hết là sao? Tao chặt cây từ đầu tới cuối, tao có ngủ đâu. Ê, dậy đi. Dậy, dậy, dậy đi. Sao tụi nó ngủ say dữ vậy ta? Hay là mình cũng nghỉ ngơi chút, chờ tụi nó ngủ dậy rồi mình đem cây về. Được đó. Ê, à. Bự, bự, bự. Ngủ gì ngủ lâu dữ vậy hả? Ủa tao ngủ hả? Tự nhiên vậy thấy đau quá mày ơi. Mày á, người ta đồn không sai. Ngu, mày đúng là cái đồ ngu. Mình ngủ mà còn không biết là mình ngủ thì ai biết mình ngủ. Tao nhớ là tao đang đỡ gốc cây rồi cái cây nó té xuống, xong rồi cái gốc nó đập vào người tao, tao đau lắm. Ủa bự, rồi sao tèo nó nằm đó làm gì vậy? Nó ngủ á. Mày đi ra gọi nó vậy? Mày ra mày coi nó đi, cứ hỏi hoài. Ôi mày ơi, sao thằng Tèo nó ngủ nó mở mắt mày ơi? Mở mắt cái gì? Nó mệt thì nó nằm nó ngủ, cứ hỏi hoài vậy. Mày điên hả? Ngủ phải nhắm mắt chứ. Thấy nó ghê quá. Nó bị mắc bệnh ngủ gà, nó ngủ mở mắt không à. Bây giờ á, ngồi chờ nó thức dậy, rồi tao với mày với nó đem cây về, vậy thôi. Mệt à. Bự, thằng này nó ngủ dữ vậy ta? 3 ngày rồi chưa chịu dậy. Rồi, không lẽ nó mệt quá vậy hả? Kệ im đi cho nó ngủ, kệ nó. Nhưng mà tao thấy đói quá, chờ nó tỉnh dậy chắc chết đói quá. Lúc nào cũng đói quá, đói hoài. Nó ngủ á, mày nghĩ nó không đói sao? Cứ cố gắng chờ thêm chút nữa đi, nó đói quá, nó thức dậy, rồi ba anh em mình về, nghe. Ờ, vậy đi. Nè, chặt cây rồi không mang về, còn ở đây làm chi vậy? À, tụi tôi chờ thằng Tèo, nó ngủ 3 ngày nay rồi chưa có dậy. Đợi nó dậy á, là tụi tôi về liền. Chết rồi hai ông ơi. Không có, nó ngủ. Nó đỡ cái ngọn cây làm sao mà nó chết được. Đúng rồi, cái kiểu nó ngủ như vậy đó. Ừ. Sao mấy người đụng ở đâu là chết ngựa đó vậy? Là người ta chôn luôn mẹ nuôi hai người rồi. Đừng có về nữa, lôi thôi lắm. Còn tên này á, để tôi nhờ người chôn giùm cho. Ủa vậy là nó chết thiệt hả? Nhưng mà sao nó chết được vậy? Cây đè nó chết chứ sao. Ủa vậy sao tôi đỡ cái gốc tôi không chết, mà nó đỡ cái ngọn nó chết? Ừ. Trời ơi, tôi mệt với mấy cha. Lính tới là mệt hai ông lắm luôn á. Nhưng mà ông có chắc là nó chết không? Làm sao mà nó chết được? Không tin lại ngửi thử coi. Để ngoài nắng 3 ngày thú quắc rồi kìa. Không nghe mùi sao? Ừ.
quá. Trời ơi, thúi thiệt. Công nhận thúi thiệt luôn á. Ờ, bảo không sao. Hôm qua tới hôm nay tôi ngửi thấy mùi thúi hoài. Tôi tưởng là do tôi bụng không. Ai dè là nó. Vậy bây giờ sao? Giờ hả? Thì mình chặt cây, đóng cái quan tài, chôn nó nè, đi. À. Trời ơi, thôi tôi đi giùm đi mấy cha. Ông này để tôi lo. Chặt thêm cây nữa là chết một người khổ nữa. Dạ thưa anh, vậy anh lo cho nó giúp tôi nha. Ừ. Nếu có kiếp sau tôi khá hơn, nhất định tôi sẽ trả cái ơn này. Cảm ơn anh nhiều nhé. Khi nào anh chết thì tôi sẽ chặt cây làm quan tài cho. Trời ơi, tôi lại hai cha. Đi đại giùm con đi hai cha ơi. Trời cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh nha. Ê, mình phải ở lại, một thằng ở gốc một thằng ở ngọn cho anh thôi chứ. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, thôi đi lẹ giùm đi mấy cha. Dạ được rồi, được đi rồi. Đi đi. Ê bự, kiếm gì ăn này? Sao tao với mày đi mướn mà không ai chịu mướn? Ai cũng nói tao với mày ngu. Nhưng tao thấy tao với mày đâu có ngu đâu. Ừ, đâu có ngu. Ờ, cái thiên hạ này đúng là có mắt không trồng hết rồi đó. Ừ. Tao thề với mày nha, một ngày tao giàu có lên, tao sẽ cho những đứa chê tụi mình ngu biết tay. Nhưng mà từ giờ tới lúc đó phải có cái gì bỏ vô bụng mới sống được. Ừ, vậy mới nói. Vậy mà có người nói tao giống nó. Ừ. Giống gì? Giống con bò. Mày thấy có tức không? Đúng tức ơi. Chứ. Ờ. Mình là người thì nó nói mình là bò. Ừ. Ê, nhiều lúc á, tao chỉ ước á, tao được như con bò nè. Sướng gì đâu á, không phải làm gì hết, chỉ cần ăn cỏ, vậy là sống qua ngày. Đói quá. Cảm ơn chú. Dạ cảm ơn. Ê hả? Có cách rồi. Cách gì mày? Đi kiếm mật ong về bán. Mà kiếm ở đâu? Trời ơi, sao mày ngu dữ vậy? Mày có nhìn thấy mật ong không? Mật ong lỏng như nước, chứng tỏ là chỗ nào mà có nước là có mật ong. Bây giờ mình đi kiếm chỗ nào có nước. Nước hả? Ừ. Vậy là phải ra biển. Xa lắm mày ơi. Mày ngu gì mà mày ngu dữ vậy? Sông cũng có nước rồi, ra biển chi cho mệt. Trời ơi. Ờ hả? Càng ngày tao càng thấy mày khôn hơn tao á. Thôi đi, bây giờ mình đi ra sông. Đi lẹ đi, sắp vào sông rồi. Sông có mật rồi. Ê bự, sao mình tìm 3 ngày rồi mà chưa thấy tổ ong đâu ta? Thì mày phải tìm chứ. Tự nhiên tổ ong nổi lên cho mày lấy hả? Đúng là đồ ngốc. Ở đâu nó cũng toàn là nước thì tổ ong nó bám vào chỗ nào? Nói mày là thằng ngốc đúng không sai luôn á. Tổ ong nó là nước thì đương nhiên nó phải ở dưới nước. Mày phải tìm, phải tìm, căng mắt ra mà tìm, hiểu chưa? Ờ, 3 ngày rồi đó. Ê bự, mày không bơi mày có thấy mệt không? Không, mệt gì mệt. Ngồi nhìn mệt gì? Sao tao bơi tao thấy mệt quá ta? Mày bơi á thì mày thấy mệt. Còn tao ngồi nhìn nè, tao không mệt nhưng mà mắt tao đau, mày hiểu không? Mắt tao căng ra nè, buồn ngủ lắm rồi đó, mà tao phải tìm, mày hiểu không? Bớt nói lại nha. Ờ. Ê bự, bây giờ mệt quá, mình nghỉ một tí đi. Ờ. Mày được cái nói đúng với tao, mệt nãy giờ không dám nói. Lật xuồng hả? Đi ra đây coi đi. Không vậy, phải lật xuồng. Vậy sao mày kêu tao dậy?
Tin mừng, tin mừng. Mừng gì? Đi ra đi coi. Nhìn kìa. Có tổ ong vậy? Tao đã nói mày rồi, tổ ong là nước. Ở dưới nước chắc chắn có tổ ong. Mày thấy chưa? Mày đúng là nói như thách. Bởi vậy ai dám nói tụi mình bây giờ ngu nữa, đúng không? Bây giờ sao? Thì nhảy xuống dưới lấy chứ sao. Lấy được cái tổ ong này rồi nha, tha hồ mà ăn luôn. Còn nhiều á, đem bán hết. Công nhận nha, không có uổng công. Mấy bữa nay tụi mình đi tìm hoài, tìm hoài. Tao biết bơi, để tao nhảy cho. Nhảy đi. Để tao nhảy dưới. Ủa, sao lâu vậy ta? Thấy chưa? Ê, sao rõ ràng là tao thấy ở đây mà bây giờ tao nhảy xuống không thấy nữa. Cái gì? Làm sao mà không thấy được? À, tao biết rồi, là do mày. Mày nhảy xuống mạnh như vậy, ông nó sợ quá nó bay tứ tung, làm sao mà mày thấy được, hiểu không? Bây giờ gục lại, xuống. Từ từ thôi, thật là sâu, thật là nhẹ nhàng cho tao. Ừ. Đưa đây cho tao. Tìm được rồi đúng không? Mày bị điên hả? Đưa cái gì? Có thấy đâu. Trời ơi, chán mày thiệt luôn á. Bao nhiêu dưới đó mà lên tay không à. Tao không có thấy. Thôi leo lên đi. Tao biết tại sao mày không tìm được rồi. Tại sao mày? Lần nào mày cũng lên liền, làm sao mà mò được. Cái tổ ong này nó hay lắm, nó bay tứ tán rồi. Phải lặn sâu, mà lặn lâu mới được. Thôi, bây giờ tới tao nhảy xuống. Mày lấy cây sào á, mày ghim tao ở dưới lâu thiệt là lâu, tao mò cho. Nhưng mà mày làm gì biết bơi? Thì đó, mày biết bơi thì mày nhảy xuống, mày mới nổi lên liền. Tao không biết bơi thì tao chìm, mày hiểu không? Mà chìm thì tao sẽ ở dưới lâu hơn. Mày dốt quá, hiểu chưa? Hiểu rồi. Bây giờ tao sẽ nhảy xuống nha. Bây giờ, đây, mày dùng cây sào này đi. Đó, rồi mày kiếm tao đi. Mày nè. Mày cái thằng đúng là không biết bơi. Chứ gì đã lên rồi. Mày phải mở cái con mắt ra mày mới nhìn thấy tổ ong chứ. Mày xuống đi. Giờ mày dậy mày nhớ gọi tao dậy nha. Ê cái thằng, mày lên rồi hả? Trời đất ơi, tao đã nói mày lên mày gọi tao rồi mà. Ê, ủa mày dưới đó mày nhìn chưa chán hay sao mà mày lên rồi còn úp mặt mày nhìn ông hả? Ê, cái thằng này nhảy mày. Ê, ừ. Ê, mày dưới đó mày ăn no mày lên đi mày còn cười tao hả? Mày cười tao chết đói đúng không hả? Ừ. Vậy ông kia, ông nói chuyện ra vậy? Nói chuyện với bạn. Thằng đó nó chết rồi, sao mày không đem chôn đi? Chân đuôi nó mau sình lắm, ai chịu nổi. Nó chết làm sao được? Nó còn đang nghe răng cười đây nè. Nó là thằng trọng chết rồi, vui quá mà đem chôn đi. Chôn nhanh lên đi, ông khùng quá. Ủa vậy là nó chết thiệt á hả? Ừ, nó chết rồi. Ủa cái thằng, sao mày chết mày không nói cho tao biết hả? Trời ơi, sao mày chết mày thúi quá vậy? Ơi, sao mày chết mày nặng dữ vậy trời? Đã vậy còn thêm cái cuốc nữa chứ. Phải chi mày còn sống, tao với mày hai thằng cùng khiêng cái cuốc có phải là nhẹ hơn không? Ồ, sao bây giờ mình không để cái cuốc ở đây kéo nó đi có phải đỡ mệt không?
Sao mình thông minh dữ ta? Cũng không nhẹ hơn bao nhiêu. Trời đất ơi, sao mày nặng dữ vậy trời? Đúng là tên bự cốt khác. Ô, sao mình không chôn nó luôn ở đây ta? Mắc mớ gì phải kéo đi xa nặng đúng không? Ôi sao mình thông minh vậy ta? Chôn nó luôn ở đây. Ủa mà cái cuốc của mình đâu ta? Hồi nãy mình nhớ mình có mang cái cuốc mà. Ơ, cái cuốc đây rồi. Mình kéo cái cuốc nó nhẹ hơn hẳn. Trời đất ơi, mệt quá. Mày ăn mật ong mày chết còn đỡ. Còn tao, tao vừa đói mà tao vừa phải chôn mày nữa. Chắc trước sau về tao cũng chết đói quá. Sao đói bụng quá vậy trời. Thôi, thôi mày chết đi nha. Tao phải kiếm cái gì ăn mới được. Trời đất ơi, sao người mình thối quá vậy? Càng ngửi càng thối chứ. Không tin lại ngửi thử coi. Để ngoài nắng 3 ngày thối quắc rồi kìa. Không nghe mùi sao? Thằng đó nó chết rồi. Sao mày không đem chôn đi? Chết đuối nó mau sình lắm. Ai chịu nổi? Nó là thằng trọng chết rồi. Thối quắc à, đem chôn đi. Ai chết cũng thối. Không lẽ mình thối vậy mình cũng chết rồi ta? Mình còn thúi hơn cả thằng Tèo với thằng Bự nữa. Chắc chắn là mình chết rồi. Kiểu này phải tự chôn mình thôi, chứ để thúi quắc như vậy ai mà chịu nổi. Như vậy là mình đã chết thiệt rồi. Bây giờ mình mà không chôn mình là mình sẽ còn thúi hơn nữa. Bây giờ mình phải chôn thôi. Mình thúi quá, thúi thiệt rồi. Ê, đằng kia có ai làm gì kìa tụi bay? Đâu đâu? Ủa, ai nằm giữa đường vậy ta? Trên kia làm gì vậy? Tránh ra xa đi, thúi lắm chịu không có nổi đâu. Trời ơi, anh nằm giữa đường như sáng như vậy. Một hồi xe ngựa đi ngang nó cái chết bây giờ. Chết rồi còn chết cái gì nữa? Chết rồi làm sao mà tránh được? Chết rồi sao nói chuyện được? Đánh thật cũng chết chưa nè. Ây da. Đâu? Ê, không có chuyện hả? Theo. Đứng lại. Ông kia, đứng lại. Mệt quá, chạy hết nữa, mệt quá. Mình đã chết rồi mà tụi nhỏ cũng không tha nữa. Ủa kỳ vậy ta? Mình chết rồi sao tụi nó làm mình sống lại được? À thôi đúng rồi, tụi nó đánh mình sống lại. Vậy là tụi nó có cây roi thần. Cái cây roi đã cứu sống mình. May quá.
mình phải đi xin tụi nó cái roi đó, rồi mình sẽ đi làm cho người ta sống lại. Kiểu gì người ta cũng cho mình cái gì đó bỏ vô bụng. Chạy nè. Mấy nhỏ đừng có giỡn nữa. Không ấy, cho anh cây roi này đi. Xin roi hả? Xin chi? Không được, mình không thể nói đó là cây roi thật được. Tại cây roi của mấy nhỏ chắc quá, anh xin để anh đuổi trâu. Ông cho. Cho đi mà, anh không biết bẻ ở đâu chứ. Mấy em bẻ cái cây này ở đâu mà chẳng được. Không. Hey, thôi, hay để anh làm ngựa cho mấy em cưỡi nha. Được. Anh làm đi. Anh làm đi. Leo lên nha. Rồi mày treo lên trước đi. Nè. Ây da. Nè, cho anh cây roi đi. Nè. Thôi cho đại đi tụi bay ơi. Nãy giờ giỡn với ổng vậy được rồi. Cho anh nè. Đi tụi bay. Khùng. Đồ khùng. Tụi nhỏ không biết là bị mình lừa. Mình có cây roi thần này, mình sẽ đi cứu người. Kiểu gì người ta cũng sẽ cho mình cái gì ăn. Sao mà đói quá vậy trời? Không lẽ vừa mới sống lại giờ lại chết đói tiếp sao? Có tiếng khóc, có cờ tan, vậy là có người chết. Người đầu tiên được ta cứu sống đi rồi. Đi kiếm cơm thôi. Không cần khóc nữa, mở khăn liệm ra. Hả? Cậu là ai mà vô đây đồ mở khăn liệm cha tôi? Tôi là người bình thường thôi, không là ai hết. Muốn chết hả? Nhà có đám tang mà đồ vô đây phá hả? Chết hồi nãy rồi, mới sống lại đó, nhờ cây roi này nè. Nè, anh kia, anh nói xàm cái gì vậy? Xàm cái gì mà xàm? Cây roi này là cây roi cải tử hoàn sinh. Vừa nãy tôi chết thẳng cẳng á, chính cây roi này đã cứu tôi sống lại đó. Cho nên bây giờ mở khăn liệm ra, tôi cứu người sống dậy mà làm ăn. Tôi không cần đền đáp gì hết, cần bữa cơm thôi. Trời ơi cậu ơi cậu, có phải thiệt vậy không cậu? Trời ơi cậu, cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu. Không nhận bữa cơm mà tôi đưa hết cái nhà này cho cậu tôi lại cậu, cậu ơi. Thôi khỏi, nhà không có ăn được, tôi cần bữa cơm thôi. Nhưng mà cha mẹ, ông nội chết rồi thì làm sao sống lại được? Trời đất ơi, bây giờ nguyên nhà này chết tôi còn cứu được, huống chi là ông nội. Lẹ đi, bây giờ ông phải mau qua mở khăn liệm ra. Cậu ơi cậu, cậu làm ơn cứu sống cha tôi đi cậu ơi. Vậy vậy. Hey. Hey. Sao đánh hoài không tỉnh vậy ta? Hay là mình còn thiếu cái gì? À, chắc thiếu câu thần chú. Coi sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Coi thử sống hay chết nè. Vậy, vậy. Coi sống hay chết nè. Coi sống hay chết nè. Hay là có đồ trạch vậy ta? Vậy chưa? Vậy chưa? Không thèm nghe lời hả? Vậy chưa? Vậy chưa? Coi sống hay chết nè. Nè, nè. Mày hả? Nhà người ta có đám tang mà vô đây phá đám hả? Phá đám nè. Làm gì mà đánh giả mang vậy? Tôi chỉ muốn cứu người thôi chứ bộ. Mày hiểu hồn mới nghe mày. Cứu người mà cũng bị đánh nữa. Đi. Đánh gì mà đánh tàn nhẫn vậy? Đánh thừa xong thiếu chết luôn à. Sao vậy? Sao bị đánh vậy? Thấy đám tang muốn vô cứu người kiếm miếng cơm thôi mà. Trời ơi, thấy đám người ta muốn kiếm cơm á thì phải chia buồn, khóc lớn lên rồi người ta mới cho ăn chứ. Bị đánh là vừa, đồ ngốc. Ủa, khóc lớn ra là có cơm hả? Vậy mình phải đi kiếm đám khác để mình khóc. Chúc mừng hai con nha. Dạ, dạ. Con cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Chúc mừng hai đứa nha. Dạ dạ. Con cảm ơn chú. Dạ. Có đám kìa. Cơ hội kiếm cơm của mình đây rồi. Nè, anh kia. Anh là ai? Sao tới nhà người ta đám cưới khóc là có ý gì? Xin chia buồn cùng gia quyến. Cái gì? Đám cưới nhà người ta đang vui,
Mắc mớ gì phải chi buồn? Thấy đám là biết có chuyện buồn rồi. Thôi người chết cũng đã chết rồi, đừng có quá đau buồn. Cái gì? Nữa. Chết gì? Một xui xẻo. Đánh cái gì mà giả mang dữ vậy trời? Thấy người ta đói mà không cho ăn còn đánh nữa. Mấy người cũng là giả mang thiệt. Sao ra nông nổi này vậy? Mới bị đánh hả? Dạ, muốn kiếm chút cơm. Thấy đám vô khóc chia buồn rồi tự nhiên bị đánh. Đám gì? Tôi cũng không biết nữa. Mà thấy có hai người giống cô dâu với chú rể đứng ở trước cổng á. Trời ơi, cái đó là đám cưới đó cha ơi. Đám cưới nhà người ta là phải vô ca hát hò hét chúc người ta hạnh phúc đồ. Ông vô ông khóc lóc, bị người ta quýnh là phải rồi. Đồ khùng. Gặp vợ chồng là phải chúc hạnh phúc. Rối thiệt á. Vậy thì mình đi kiếm đám khác mình chúc phúc. Mà đau quá, bây giờ đi không nổi, không biết còn hát nổi không nữa. Đứng lại con nghe. Đông nó đứng lại. Mày phải giết tao hả? Trời chết nè. Chồng độc ác. Mày làm chồng độc ác. Đứng lại. Mày chạy mày chạy ơi. Đây là cơ hội mình kiếm cơm. Thằng Quỷ. Chồng độc ác. Ơi anh chị ơi, anh chị ơi, buông ra. Ôi anh chị ơi, anh chị ơi, mày là ai? Em là Ngốc. Anh chị có phải là hai vợ chồng không? Vợ chồng thì sao? Nhìn đến nhau là biết hai vợ chồng rồi. Chúc anh chị hạnh phúc. Thằng đi này, mày chồng tao đó hả? Không hề. Để em hát tặng anh chị một bài để anh chị hạnh phúc nha. Cô dâu chú rể là bể bình bông, đổi thừa con nít bị đòn lát đít. Bị đòn lát đít. Mày chọc mày điên hết không? Không có đâu, em hát mà. Trời đất này á. Mày ơi, mày ơi. Chọc chết. Chọc điên hả mày? Chọc anh chị ơi. Đó mà chưa. Chưa lâu lâu mày được đánh người đá không ha? Chị chịu đây tiền đó đi chợ hả? Tất cả là tại mày á. Mày giỏi thì mày đi kiếm đi. À mày còn trả treo với tao nữa hả? Ê vợ chồng nhà kia cứu với. Cho tôi xuống đi chứ rồi đưa tôi lên rồi không cho tôi xuống hả? Rồi cái gì mà tự nhiên rồi đánh nhau rồi để tôi lên đây luôn hả? Cứu. Ê trời ơi, sao tự nhiên leo lên cây vậy cha? Cái anh kia anh khuyên tôi nếu thấy vợ chồng thì chúc hạnh phúc. Vậy là tôi chúc hạnh phúc xong tự nhiên đánh tôi chăng lên cây luôn nè. Cứu tôi với, cứu tôi xuống. Để tôi vô tôi cứu. Bước xuống, đứng lên vai tôi nè. Đứng lên. Có sao không? Cảm ơn anh. Cũng tùy chứ. Thấy đánh nhau mà chúc hạnh phúc thì bị đánh là đúng rồi. Đúng là phải can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Can ra rồi nói bớt giận, bớt giận. Hả? Thôi tôi đi nghe. Cảm ơn anh nha. Sao mà khó quá vậy ta? Lần nào mình làm cũng sai. Để mình làm lại thử. Lần này mà không kiếm được miếng cơm chắc chết đói quá. Mày nói gì vậy? Mày nói gì vậy? Công đâu đây vậy? Của tao, tao. Đưa đây cái này của tao. Công tao mà mày làm gì vậy? Đưa đây của tao. Đưa đây của tao. Của tao. Trả tao. Đưa đây của tao. Của tao. Của tao. Mày. Ủa chó. Sao hai anh lại đưa cho tôi? Đưa cái đó cho tao. Mày đưa cho tao nha. Mày đưa cho nó. Tao giết mày à. Tao giết mày á. Tao giết mày á. Sao đưa cho ai cũng chết vậy? Hồi nãy ai nói em đưa trước? Tao chưa đưa trước. Dạ. Sao kệ cho mày. Nhìn mặt anh ác quá em sợ. Của tao mà. Của tao. Đưa đây. Của tao. Mày đưa đây. Của tao mà. Uống ra. Của tao nè. Thôi. Của tao. Tao mà. Tôi xin hai anh đừng có cãi nhau nữa. Bớt giận đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Bớt giận đi anh. Bây giờ tôi nói anh nghe. Bây giờ hai anh ăn đồng chia đủ có phải là hơn không? Ăn đồng chia đủ là sao? Ủa anh đi ăn cướp mà anh không biết chia đều ra sao hả? À, không. Trời đất ơi, vì vậy cho nên cãi nhau đánh nhau là phải. Tôi nói anh nghe. Tôi có hai thằng bạn, ba thằng đồng cam cộng khổ, mà bây giờ chết hết luôn rồi. Ủa
Sao kỳ vậy? Mày có hai thằng. Dạ. Mày nữa là ba. Dạ. Mà giờ ba thằng chết hết á, sao mày còn đứng sợ sợ ở đây? Mày sợ cho tao hả mày? Tôi là chết đi sống lại. Có vụ đó nữa hả? Có luôn hả? Đó. Bây giờ tôi nhớ hai thằng bạn đó quá mà nó chết mất rồi. Giờ không biết phải làm sao nữa. Tôi nói cho anh nghe, hai anh á, đi ăn cướp thì phải đoàn kết với nhau mới ăn cướp được chứ. Chứ cứ cãi nhau như vậy làm sao mà cướp được. Vậy vậy mày xúi tao, tao với nó đi ăn cướp hả mày? Không có, ý tôi nói là hai anh bớt giận lại, đừng có cãi nhau nữa. À, mà tao với mày á, hai thằng cực khổ lắm mới cùng nhau lấy được số bạc này. Đúng rồi. Không có sai. Ê, giờ sao mày? Thì tao thấy nó nói cũng đúng á. Bây giờ tao với mày chia đều cái này đi. Nếu mà có dư á thì cho nó luôn, được không? Dạ đúng rồi. À, đương nhiên tụi tao sẽ cho mày. Mày đứng đó mày. Đó bây giờ nè, tao không biết là dư bao nhiêu, nhưng mà tao đoán là dư cùng lắm cũng chỉ nhiêu đây thôi. Đó, rồi ha. Dạ, bao nhiêu cũng được anh ơi. Ừ, giữ xài đi. Dạ, tôi cảm ơn hai anh. Mày, không thấy tao với mày bỏ cái nghề đi trộm cướp này đi, kiếm cái gì lương thiện làm. Đúng rồi. Trộm cướp hoài, tao thấy hiu quá. Tao cũng nghĩ vậy á. Thôi bây giờ mình làm lại từ đầu đi ha. Ừ, làm lại từ đầu ha. Ờ, tao với mày về á, làm lại từ đầu. Ở lại mạnh khỏe nha. Tao với mày về. Dạ. Rồi, thôi đi mày ơi. Đi, đi. Làm lại từ đầu thôi. Bây giờ mình có tiền rồi, mình kiếm việc gì lương thiện mình làm đi. Ừ, ừ. Rốt cuộc mình cũng đúng một lần. Mình đâu có ngốc đâu ta. Mới đây mà đã 10 cái vỗ cha con rồi. Lẹ thiệt. Còn mẹ con 15 phải không? Dạ. Năm nào cũng nói làm riêng cho mỗi người mỗi cái đám vỗ. Vậy mà năm nào cũng phải làm chung hai người vô một cái. Không sao đâu, ông bà chắc cũng hiểu mà. Nghèo chán thiệt chứ. Ông trời ơi, con muốn vào. Con muốn vào thiệt vào ông trời ơi. Vào. Ở cái xã chó ăn đá gà ăn muối này, chú mày làm lên tới xã trưởng mà vẫn còn nghèo rớt mồng tơi. Muốn vào là phải có vốn. Mà có vốn là đã giàu cha nó rồi, nói chi nữa. Không vốn mà giàu mới hay nha chú. Không vốn mà giàu làm gì? Đừng nói là đào tường khoét vách nha, nhục nhã tổ tông à. Trời, con nói cho chú biết, đào tường khoét vách á là việc làm của lũ phàm phu tục tử. Con nè, giàu khỏe mạnh, giàu nhàn hả, giàu mà người ta nhìn vô mình á, ai cũng trọng vọng mình hết nghe chú. Con nói gì nghe ngon quá vậy? Làm gì cho chú làm với? Dạ. Nè, Tứ. Tứ. Ê, dạ. À, con đừng có nói với chú con muốn có vợ nghe. Con muốn lấy vợ giàu phải không? Cái đó đâu phải là ý tội đâu chú. Trời ơi con ơi con. Nhà cửa gì? Cái vỗ cha làm đàng hoàng còn không được. Nghĩ làm chi cái chuyện đó. Còn có cách. Chú đợi con chút nha. Chú. Trời đất ơi, ở đâu ra mà con có cặp nghê này vậy? À, nhà của ai bỏ nó con lụm về. Mày đừng nói đem thứ này đi hỏi vợ nha. Biết đâu được chứ. Nhưng mà chỉ cần á, chú giúp con một tay thôi. Đây, cô nói này nè. Thank you.
Ý của con hay lắm đúng không chú? Không, rượu ngon quá. Giấu cái gì giấu? Mày muốn mình biết chỗ này, hay không? Dạ, xong rồi đó chú. Phần còn lại, chú chỉ cần làm theo những gì con nói là được. Có chắc ăn hùng con? Không lẽ chỉ có vậy mà con cưới được con ông bá hộ hả? Cứ chờ xem. Mượn cân chi? Dạ. Bên nay bạn có gì phải cân lận? Gạo thóc hay heo gà? Dạ thưa ông, gia cảnh của con thiếu trước hụt sau ông biết rồi mà. Làm gì có gạo, thóc, heo, gà mà để cân không? Chứ mượn cân để cân cái thứ gì? Dạ thôi. Không có gì đâu ông. Ông đừng có hỏi con. Con ngại lắm, con không nói đâu. Nô. Dạ. Vô lấy cân cho cậu Tứ mượn. Dạ. Cân nè ông ơi. Đưa cho cậu Tứ đi. Nè cậu. Dạ, con cảm ơn ông rất nhiều. Chiều mai con mang qua con trả. Ở trong con về. Mày nghe nói gì không? Dạ không, nói gì không? Nó cần cái gì mà không dám nói? Cái thằng này nó không có vừa đâu. Để coi nó cần cái gì. Ông ơi, ông. Cái gì vậy? Thằng Tư nó trả cân. Gì vậy? Trời ơi. Cái gì mày? Ông ơi. Cái gì vậy? Con đoán không lầm. Đất không. Đất không cũng lầm thì ơn. Tự nó cân vàng. Cái này á ông, chắc nó cân khoai á ông. Cân khoai. Đất. Ủa nó cân cái gì mà dính đất ta? Mà nhà nó đâu có trồng khoai đâu. Mà đâu có tiền nhiều đi mua đất để trồng khoai. Trồng khoai thì nó trồng khoai. Có gì đâu phải giấu ta. Bởi vậy tao nghi lắm mà. Thằng này chắc chắn nó làm một cái điều gì ám muội đây nè. Mày á, từ hôm nay mày bắt đầu theo dõi nó nha. Dạ. Ủa, chẳng hay ông đi đâu mà sớm vậy? Chào ông xã, tôi đi qua làng bên có chút chuyện. Ở đây ông xã đi đâu vậy hả? Trời ơi, đi đâu mà tay nải tay xách tay mang vậy? Cũng không giấu gì ông, thằng Tứ tôi á muốn sửa nhà để cưới vợ. Hả? Nó nhờ tôi kiếm thợ lành nghề, nhưng mà sớm mình thợ yếu quá, chắc là phải lên kinh thôi à. Xây nhà để cưới vợ à? Coi bộ nó vừa trúng mánh gì đây. Cũng chẳng giấu gì với phú ông, nó nhờ tôi kiếm thợ cỡ nghệ nhân, vật liệu hảo hạng, đưa từ kinh thành về, còn giá cả thì khỏi lo. Tôi cũng không biết nó lấy ở đâu ra nữa. Thôi con cháu nó có mừng giùm cho nó. Tôi kêu phú ông tôi phải lên kinh thành đây. Ông xã. Ngon. Chú ruột của nó còn không biết nó lấy tiền ở đâu ra mà xây nhà xây cửa. Không lẽ mà nó đâu có buôn bán làm ăn gì đâu. Chỉ có nước cái của này ở trên trời rơi xuống đây à? Bậy rồi. Cái này không phải ở trên trời rơi xuống mà dưới đất nó chui lên. Cái vụ mượn cân đó ông nhớ không? Đúng. Ê đúng rồi. Hay là thằng này nó đào được vàng mày? Đúng không? Phải nói dối để mượn cân, mà cái cân lại chính đất. À, đúng rồi ông ơi. Ủa, mà nó đào được vàng thiệt thì sao ông? Đâu liên can dính dáng gì tới mình. Cái thằng ăn nói hồ đồ, không có ăn học, học tồi chân trọi. Tao nói cho mày biết nha, từ hôm nay nha,
tất cả ở trong làng này. Con nào thằng nào kêu thằng Tứ là nó hay mày thì kệ người ta. Còn riêng bản thân của mày, mày đi theo Phú Ông, mày phải thể hiện là người có ăn có học, có kiến thức lịch sự. Từ hôm nay không kêu bằng nó nữa nha không. Mày gặp thằng Tứ á phải kêu bằng cậu Tứ, hiểu chưa? Ẩm ông. Trời ơi, sao lần nào cũng vậy vậy? Tao đang khoan mày để tao hết hồn rồi nha mày. Cậu Tứ hỏi mượn cân không? Nó mượn cân nữa hả? Dạ. Sao ông? Cho mượn đi. Nhưng mà đợt này á, còn nhớ hỏi coi nó mượn nó cân cái gì. Hỏi thì cũng hỏi rồi, thì nó nói cậu Tứ á, ổng nói là ổng mượn cái cân để ổng cân mấy thứ lạc vặt. Coi bộ không muốn nói. Nó không muốn nói hả? Tao đâu có biết đâu. Thì bởi để chú đem dục lửa. Không cần đâu chú. Không được nữa. Con để dơ hay vậy luôn hả? Chôn dưới đất để cho nó dính đất mà. Chú vẫn chưa hiểu ý bay làm sao. Ê, nhìn cũng giống đồ cổ ha. Ai biết đồ ve chai, cho người ta không thèm lấy. Đó, chú hiểu rồi đó. Tức là con nói với Phú Ông là con chơi đồ cổ hả? Con đâu cần nói. Chú nói mà tự hai con nghe này nói. Mấy người đó sắp chết vì tò mò, thế nào cũng dẫn xác qua đây thôi. Tao biết rồi, nhưng mà con nhà cao cửa rộng kiếm đâu mà lèn người ta hả con? Nhà cao cửa rộng có sẵn hết rồi, cháu của chú không cần phải xây. Chú đừng có lo, chú cứ việc về đi, khi nào có kết quả con sẽ báo. À. Chú hiểu rồi phải không? Không hiểu gì hết. Thôi mệt chú quá, chú về chuẩn bị đi, nhanh lên. Mệt cái chú này ghê, chú còn là xã trưởng mới hay chứ. Rõ ràng là nó đang căng vàng. Con cũng nghĩ như vậy. Căn cứ vào dấu vết cái cân này để lại á. Sao con? Chắc chắn một điều là nó không phải cân khoai. Sao mày nói chuyện quậy giống không vậy mày? Sao ông? Vấn đề là nếu mà đào vàng, nó kiếm ở đâu ta? Nó kiếm được nhiêu? Một hũ, hai hũ, hai nguyên hầm? Nếu mà tính xây nhà, vật liệu mà chuyển từ kinh thành về đây, mướn thợ mà cỡ nghệ nhân á, đơn vị không phải tính bằng hũ đâu ông. Cha. Dạ. Ủa, cái gì vậy cha? Sao tự nhiên thấy con ra cái cha đem cân đi cất vậy? Đâu có gì đâu. Mà con gái của cha đi đâu mà sao sửa soạn đẹp quá vậy? Con có đi đâu đâu, mẹ nói chiều nay có người tới coi mắt. Cha lú lẫn quá. Bữa nay là coi mắt con là con trai của ông Phú Hộ Tận đó mà. Nghe cha nói hình như cha không ân lắm đúng không? Con cũng tình ý lắm mà. Không có gì, chỉ là cha muốn con gái của cha đó con có một người chồng có ít chữ ở trong đầu vậy mà. Cha à, có chữ trong đầu thì có ít tiền ở trong túi, không phải cha hay nói với con như vậy sao? Cha nói vậy bởi vì đứa cái này mất cái kia, nói chung là không có ổn con ơi. Nhưng mà bây giờ làm vậy có người nào mà có được hết cả hai?
có một người để cha tìm hiểu xong á, cha sẽ cho con biết. Bây giờ khoan, hãy gặp con trai của nhà họ Trần. Người cha nói là ai? Cha có lộn không cha? Quanh đây làm gì có người giống vậy? Có. Không những có, mà có thể là gần, mà có thể là rất gần nữa đó con. Cậu Tư ơi, con nhà cậu Tư. Trời ơi, vô nhà mà có kiếm cái gì kia. Chà, vàng kiểu này sao xảy hết ta? Trời giữ ta, đã giàu dữ hơn mà giấu tôi không? Ơ, cậu Tư ơi, có nhà không cậu Tư? Dạ có nè. Dạ ông mới qua hả? Ta mới qua. Ông qua mà con không chuẩn bị nhà cửa gì hết, thất lễ dông quá. Cái cháu quá, chuẩn bị gì? Dạ trôi quá, nhìn không thấy gì trên, trôi quá. Dạ con mời ông vô uống nước. Hôm nay ông qua tìm con có việc gì không ông? Hàng xóm tối lửa tắt đèn mà đợi có chuyện mới qua hay sao? Tại vì ông làm con hơi bất ngờ. Có gì đâu bất ngờ. Dạ ông ngồi uống nước. Dạ. Chà, trời ơi đẹp quá. Cặp nghe này cậu mua ở đâu vậy? Trời ơi cặp nghe này nó quý lắm nghe. Có gì quý đâu ông, đồ đẻ tiền con mua ngoài chợ mà. Thằng này bây giờ ghê thiệt, đồ cổ ngàn năm nó làm đi giống đồ lạc son. Nó có một kho vàng mà dám ngông cái kiểu đó đó. Vậy mà nó kính bưng không ai hay hết trơn trời. Tôi thích thằng nào kính đáo, khôn ngoan, biết điều như nó. Con mình mà lấy được nó là ăn cả đời cũng không hết. Dạ. Dạ mời ông ngồi. Dạ. Dạ vậy sẵn cậu cũng ở gần sớm đây, chiều nay có rảnh á, qua nhà tôi làm vài chén được không? Dạ ông mời thì làm sao con cãi được chứ. Nhớ chưa không? Dạ. Nhớ chiều qua được không? Dạ. Dạ. Nhớ chiều qua nha không? Dạ con biết rồi. Ông về thông thả nha. Ai? Nói ta nghe coi. Cô ơi, kiếm hôn phu cho cô á thì chỉ có cô với ông mới biết. Sao cô không hỏi ông đi, cô cứ hỏi con hoài. Ta hỏi, mà nếu như cha ta nói thì ta đâu có cần phải hỏi tới ngươi đâu. Ngươi đó, ngươi dính với cha ta như hình với bóng vậy đó. Chắc chắn là ngươi biết. Ai? Nói coi. Con thề với cô là con không có biết. Thôi được rồi, ngươi không muốn nói chứ gì. Vậy thôi, để ta nói với lại cha của ta là thằng Nô nó dê dãn con gái của cha, biểu cha để kiếm người khác. Trời ơi cô, con xá cô ba lại. Trời ơi con phục cô thiệt. Cô vừa đẹp mà vừa độc nữa. Kỳ thật á là ông không có nói cho con biết. Con chỉ biết mấy ngày nay á, ông để ý cậu Tứ ở nhà bên. Ai? Ngươi nói cái thằng Tứ nghèo kiết xác đó hả? Cô bậy rồi đó. Cô bình tĩnh nha. Nếu như mồ côi mà lại nghèo kiết xác, không bao giờ lọt vào tầm ngắm của ông đâu. Cô biết rõ quá mà. Mà hình như tên đó đào được hầm vàng hầm bạc gì đó cô. Hầm vàng? Giờ này chưa thấy nó qua nữa. Có khi nào nó nói vậy rồi nó trốn không qua không? Chắc không đâu. Mấy khi được ông Hạ cố mời qua. Nhưng ông ơi, ông tính nhậu là để khai thác coi cậu Tứ có đào được vàng được bạc gì không. Ủa mà cậu không lộ ra thì sao ông? Thì tốt chứ sao. Tao thích mấy đứa kín đáo vậy. Vậy là ông quyết tâm nhắm cái đám đó cho cô rồi hả?
Ờ. Phải coi vỏ cẳng nó sao đã. Ủa ông, cậu Tứ tới rồi ông. Dạ dạ dạ. Dạ chào ông. Mời cậu ngồi. Cô mong là không qua trễ. Không sao. Mời cậu ngồi. Dạ. Mời cậu ngồi. Nô đang sao chuẩn bị dọn cổ cho ông nha. Dạ. Ngồi đi cậu. Trời ơi, bữa nay nhìn kỹ mới thấy là nhà ông đúng là kỳ công tuyệt kỹ. Tôi nghe ông xã xệ ông khoe, nghe nói chuẩn bị xây nhà, vật liệu kinh kỳ, nghệ nhân thì tinh xảo, đó mới là nhà. Ba cái này nhầm nhò gì. Ủa, nếu vậy thì ông gặp chú con rồi hả? Trời ơi, nói vậy thôi chứ chú con làm sao mà quá ông nổi. Thằng này nó giờ dịch hay lắm, nhưng mà sao qua mắt khỏi tao được mày. À, làm nhà xong á, chứ có phải thành lập gia thất luôn mấy không? Cậu Tứ đây cũng đến tuổi trưởng thành rồi, phải không? Cô chỉ sợ là bên nhà gái chê con nghèo hèn thôi. Những cái nhà nhất dùng ai dám chê con nghèo. Cậu có đám nào chưa? Để ta làm mối cho. Ta mà nói vô một tiếng nha, không thành cũng phải thành luôn. Dạ, cô không dám giấu gì ông. Nhà con sao thì ông thấy rồi đó. Có sửa sang thì cũng chỉ sơ sài thôi, mà vừa xong cái là hết rồi. Con đâu vẫn cưới chi cho nhiều. Bởi vì thực tình con vẫn còn ngần ngại. Con chỉ mong là kiếm được người biết thông cảm, thương mình hơn thương của. Có như vậy mới biết được bền lâu. Đúng là giọng điệu của những đứa căng cơ. Lúc nào cũng sợ người ta ngóng cổ của mình. Nhưng mà mình thích thằng này. Có cổ mà không nổ. Mấy đứa nó ghê lắm. Đòi người không biết mình giàu mới ưng. Cứ từ từ để hỏi lời con Đào rồi mới biết. Chào Tiểu Thư. Chiều mát, cảnh vật hữu tình, lại thêm có người ngọc ngà đứng đây, khung cảnh trước mắt tôi lúc này như là một bài thơ. Chàng đừng gọi em là Tiểu Thơ. Chẳng qua em chỉ là con gái của Phú Hộ thôi mà. Chẳng phải là chàng sắp xây nhà rộng gấp mấy lần nhà em hay sao? Nhưng mà đối với tôi, nhà nàng là bậc cao sang nhất vùng này. Người như tôi á, nếu như có mơ cũng không dám sánh bằng, chứ nói chi là hơn. Nhưng nếu có ngày được gót ngọc hạ cố, tôi ước sẽ làm đẹp hơn gấp ngàn lần để nàng thưởng lãm. Đúng là người có học nói chuyện có khác. Chàng nói cứ như là làm thơ vậy. Tôi nào có khéo léo gì. Đó chỉ là những lời chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu như nàng bước tới giường tôi nguyện tôi sẽ xây hồ bán nguyệt để cho nàng rửa đôi chân ngọc ngà. Chưa bao giờ có ai nói với thiếp như vậy. Chàng... Nếu như nàng không thấy nhầm tay, chẳng hay Tứ tôi được phép mời nàng một đêm nào đó thưởng trăng đàm đạo. Dạ được chứ. Nhưng mà tôi sẽ cho nàng biết trước ngày và giờ. Nàng yên tâm, tôi sẽ kín kẽ, không ai biết được đâu. Thôi, tôi xin chào nàng. Bước đi mới khoan thai làm sao. Không biết ta nhận lời chàng có sớm quá không. Tứ ơi. Sao rồi con? Sao rồi? Sao chú? Bây nhậu chung mà ông có đề cập tới chuyện cưới sinh gì không? Dạ không. Ủa, kêu nhậu chi mà không đề cập gì hết ráo. Con có đề cập không? Dạ không luôn. Ủa, cũng không. Vậy rồi Không mà có. Trời ơi, ai chứ cái ông đó hả? Có bao giờ vô duyên vô cớ mời người ta qua nhà ổng nhậu chứ? Cũng phải. Đúng không? Nhưng mà chỉ mới thăm dò thôi, chưa có quyết. Chính vì vậy con cũng không có vội vàng gì. Nhưng mà chú nghe phong phanh á,
là có mấy công tử con của ông Hội để ý con bé đó nha. Vậy hả? Ừ. Bởi vậy chú cháu mình lần này phải làm một cú dứt điểm. Dứt điểm? Dạ. Làm sao mà dứt điểm được cha con nó? Con nói chú nghe coi. Chú không hiểu hả? Không. Thì đấy. Sao chú? Nước không à? Trời ơi, mệt chú quá. Con nói lại cho. Vậy là cậu muốn tôi đưa lá thư này cho cô, không đưa cho ông đúng không? Đúng. Đây, tôi trả công cho anh. Ngại quá. Xét thấy ra nhiều chế tài xử phạt thì mệt cho những người có chức việc như chính bản thân của tôi đây chứ chẳng ai khác. Nhưng xét thấy tình hình đạo đức của xã hội đang xuống cấp quá trầm trọng, cho nên hôm nay chúng ta nghị bàn xã ta cần thông qua luật cấm trai trên gái dưới, tình tự nơi công cộng. Hội đồng thấy sao? Nhưng chẳng có tổng cấn huyện nào, ngay cả phép vua cũng không bắt cái tội này. Sao có làng mình bắt? Ê, vậy mới có câu phép vua thua lệ làng. Ăn lọc của triều đình phải sáng kiến đẻ ra chuyện mà làm chứ, chẳng lẽ ở không? Tóm lại tôi một phiếu thuận. Ông Chánh. Ý ông sao? Ý tôi vậy. Còn ông Hương. Ý tôi cũng như ông Chánh vậy đó. Ông Lý nghe rồi đó, ý ông sao? Ba người đã thuận rồi. Ý kiến của tôi không có còn nghĩa lý gì hết. Vậy là thông qua bãi nghị. À, bây giờ còn phải kêu thằng Mỏ đi phát lệnh mới ở khắp trong làng mới được rồi nghe. Cậu Tứ nói đưa tận tay cho cô, đừng cho ai biết. Đương nhiên rồi. Bộ ngươi tưởng ta khùng hả? Nè, ngươi đó, ngươi không được hở miệng với ai nghe chưa? Nhất là ông đó. Cậu Tứ viết gì trong trọng vậy cô? Nè, mày nói móc tao hả? Con quên, cô không biết chữ. Dạ, bờ tre, giờ tí, đêm rằm. Bờ tre, giờ tí, dạ. Đêm rằm. Dạ. Ủa cậu Tứ với cô mà cũng tính hẹn hò mèo mã gà đồng sao? Hẹn hò ngoài đó người ta quánh giá lắm đó nha. Chưa kể mũi nó chích à. Dạ. Không phải, ý con là nó lãng mạn lắm á cô. Trời ơi, đêm trăng mà chỉ có hai người. Nè, lo mà giữ mồm giữ miệng nghe chưa? Ngươi mà hở ra, ta cho biến liền đó. Dạ dạ. Con biết rồi. Con sẽ nín, con sẽ im thinh thích, con sẽ lặng câm. Con xin phép cô. Chào cô. Dạ. Sao lại hẹn mình ở ngoài bờ tre ta? Ta đâu phải là thứ gái dễ dãi đâu. Nhưng mà đêm trăng ở ngoài đó chắc mát lắm. Chà tính làm gì ta? Làm ta thấy hồi hộp quá à. Không biết ta đang nôn hay là rung động nữa. No. No đâu? No đâu? No. Thằng nó đâu? Dạ, ông. Mày lần nào dạ cũng nhỏ nhỏ giùm tao, lần nào mà dạ tao cũng hết hồn à. Tao đi tám ở làng bên á. Vừa về đầu sớm thì nghe xôn xao làng trên xóm dưới. Nó có cái lệ gì mới đó. Lệ gì nói ông nghe coi. Dạ đây ông. Hồi nãy anh Mỏ ghé đưa này. Dạ, ông đọc đi ông. Mày không mày dạ. Nghĩ sao khi tao đọc kìa? Không quên, cả nhà ông đều thất học. Gì thất học? Lộn, cả nhà ông đều không có học thức. Bậy nữa à. Sao ông? Mày phải nói lại gia đình tao là không có bà con với cái chữ này. À dạ, không có bà con. Nói cái bậy mà không. Dạ để con đọc cho ông nghe nha. Không đọc sao nghe? Dạ, chiếu làng quả tóc. Nay bố cáo toàn thể dân chúng.
Thôi mày đọc dài dòng lâu thôi quá. Mình nói đại đi, mình nói cái lệ làm cho thằng Hiếu đi. Mà cái nói lòng vòng hoài. Dạ, dạ cái đại ý á là kể từ nay mà bắt gặp trai trên gái dưới tại nơi công cộng là phải phạt dạ. Cặp đôi đó phải hợp thức quá bằng cách lấy nhau. Vô duyên tứ lễ gì hay ho làm cho dân tình làm ăn khấm khá. Mấy ông nội quan chức trong làng này ăn không rảnh rỗi quá làm ba cái chuyện tào lao không. Dạ, dạ con thấy cũng thắc mắc. Thắc mắc cái gì? Chết rồi. Gì vậy? Ai chết? Dạ không ai chết hết. Trời ơi mày khùng quá, chừa cho tao khùng với. Mệt quá, mấy cái vụ này vụ quan bên đi. Bữa nay mày ăn cái mắt gió gì mà nói lòng vòng cũng không hiểu gì trơn trời à. Mệt quá, đứng đó đi. Mà đi vô ra nghỉ à. Mệt quá thiệt à. Chết, sao cái lễ này đúng thời điểm quá vậy ta? Có nên báo cho cô biết hay là ông biết để ông đi cản ông ta? Không được, đâu có giải đâu. Mày đủ việc cái rồi sao? Hẹn người ta mà giờ chưa tới. Nào cô biết là ta đợi nàng lâu lắm không? Hết hồn à. Để nàng băng lối đường khuya một mình như vậy, ta thất lễ quá. Nàng có trách ta không? Em không có trách chàng. Em chỉ sợ là chàng nghĩ em dễ dãi thôi. Ta nào dám. Ta biết người cao quý như nàng vốn dĩ chưa muốn nhận lời. Nhưng mà nàng vốn bao dung, lại sợ ta thất vọng, có đúng không? Sao chàng lại hiểu em dữ vậy? Nếu như đã hiểu thấu lòng nhau như vậy rồi thì hãy ngồi xuống cùng ngắm trăng thưởng gió. Ta mời nàng ra đây vốn dĩ biết nàng kính cổng cao tường ngột ngạt, cho nên là rất thích thiên nhiên, yêu màu tím. Vậy thì bây giờ ta mời nàng ngồi xuống đây để cùng thưởng nguyệt. Chỉ nói với nhau mấy lời mà chàng đã hiểu thấu lòng em dữ vậy. Hai đứa nó lại. À, quá là quá xa, quá xa. Bay đâu? Dạ. Bắt hai đứa trai gái này lại cho ta. Dạ. Có chuyện gì vậy chàng? Sao lại bắt chúng ta? Cha chả còn dám hỏi nữa à? Trai gái mèo mã gà đồng, hẹn ra chùm mã trai trên gái dưới, phạm luật nước lệ làng, đôi đầu đem về nhà chịu phạt cho ta. Nhưng mà chúng tôi đâu có mèo mã gà đồng, trai trên gái dưới, chúng tôi chỉ là... Nàng hãy bình tĩnh đi, ở đây có ta, để ta lo chuyện này cho. Dạ thưa chú, một mình con chịu hết trách nhiệm, chú bắt một mình con đi. Con dám thách ta, quân pháp bất dị thân, bắt luôn hai đứa. Dạ. Tụi con làm mất mặt chú. Đường đường là quan chức ăn bổng lộc của triều đình, tôi làm tới xã trưởng,
Vậy mà cháu mình vi phạm đầu tiên. Cũng may là người ở trong nhà, cho nên làng mới cho ăn kết, để cho chú đưa hai cháu về nhà để tự giải quyết. Chứ không, làm sao mà chú tự đưa cháu của mình ra giữa làng mà biêu ríu được chứ. Nhưng mà tụi con thề, tụi con không có trai trên gái dưới, tụi con chỉ là... Chú cùng cái đám gia đình bắt gặp quả tang hai đứa cái đầu đầy ké, không làm cái gì thì tại sao lại đến như vậy? Nhưng mà... Con em đi. Vậy bây giờ ông tính làm sao? Chỉ còn một cách duy nhất á, là cho tụi trẻ tổ chức đám cưới đàng hoàng, lập tức không còn tai tiếng nữa, mà còn á thì nó cũng mất đi. À, nếu như không ai phản đối á, thì 16 âm lịch này là ngày tốt, chúng ta nên xúc tiến làm đám cưới cho rõ ràng hai họ. Nhà có của dữ lắm mà, đào vàng đào bạc mà nhà cửa trống quắt như vậy đây. Đừng nói đêm nay ta phải ngủ trên chiếc giường gớm ghiếc này nha, không đời nào. Cái này mà là đồ cổ đây sao? Sao giống mấy con ơi bị mẹ dứt chổng chơ ngoài bụi tre đầu làng vậy? Sao mà nhà không có gì hết trơn vậy nè? Nếu như có của chắc chắn phải để đâu đây, nhưng mà nhà trống quắt như vậy, chỗ đâu mà giấu? Có khóa nữa nè, chắc là trong đây. Hả? Sao toàn là đá không vậy nè? Đúng là đồ lừa đảo mà. Tiểu thư ơi. Ê, tiểu thư. Không, bây giờ ta gọi nàng là vợ được rồi. Trời ơi, ta nói mà, số ta là phải có vợ đẹp và phải ở nhà sang chứ. Ý chàng là cha ta đã làm lễ cưới bên đó rồi, về đây chàng sẽ xây nhà sang cho ta ở đúng không? Hả? Sao phải xây? Chẳng phải là nhà cha nàng lớn cỡ đó? Hơn nữa, nàng là con một, thì trước sau gì căn nhà đó cũng thuộc về tay của hai đứa mình. Vậy ra chàng lừa ta à? Con nghề đó, còn cái rương này. Nàng phải hãnh diện vì ta mới phải. Chồng nàng là người thông minh nhất thiên hạ mà, đúng không? Đây, có được cặp nghề này với mấy cục đá thôi mà cưới được vợ đẹp, vợ giàu. Có bao nhiêu thằng giỏi giang giàu có muốn hoài mà không có được. Vậy ra cái vụ bắt quả tang ngoài bờ tre cho tới cái luật trên trời là chú cháu anh toa rập lừa tôi đúng không? Khóc cái gì hả? Khóc cái gì? Dù sao nè cũng thích ta mà, đúng không? Buông ra. Cấm lại gần ta. Hả? Ai biểu cha con nàng hám của? Thôi, dù gì cũng là vợ chồng với nhau rồi. Ngoan, lại đây ta thương cái coi. Cấm lại gần ta. Đừng đó. Tại ta ngu dại nghe lời đường mật của chàng thôi. Nàng đừng có buồn, đường mật ai mộng khoái đâu, đâu phải có mình nàng.
Thôi, lại đây. Ta thương. Đặt hợp đồng cho người ta. Tại ta ngu vậy mới làm lễ hợp cẩn với người lừa lọc như ngươi. Nhưng ngươi đừng có mơ chuyện chung chăn gối. Vậy bây giờ ta phải làm sao? À, hay là ta phải đi kiếm cô khác. Lúc đó thì mình đừng có tiếc, đừng có ghen đó. Cái ngữ của anh, ngoài người nhẹ dạ như tôi ra, có ai mà ngu dại dơ vô người. Anh đừng có mơ. Vậy cá đi. Hả? À, nếu như mà tôi lừa được cô nữa thì sao? Lúc đó mình kêu tôi là chồng nha. Im lặng là đồng ý. Vậy chúng ta giao kèo với nhau như mình. Hả? Nhưng mình phải nhớ làm theo những điều tôi dặn nha mình. Nhớ nha mình. Ta phải đi đây. Là bởi vì nàng muốn đó. Thực sự thì ta không muốn xa nàng. Với lại ta không muốn đèo bồng. Nhưng mà ta muốn nàng tâm phục khẩu phục, để nàng yêu thương ta thật lòng. Ta chỉ muốn ngươi sáng mắt ra thôi. Ta nhắc lại, nếu như ngươi bị một ai phát hiện và vạch trần, thì cuộc hôn nhân giữa ta và ngươi sẽ hủy bỏ đó. Nhưng mà ngược lại, tôi sẽ có hai vợ, là do nàng đứng ra cưới hỏi đàng hoàng cho tôi. Nhớ chưa? À, còn nữa, nếu như mà tôi dẫn người lạ về nhà thì nàng phải đón tiếp người ta nồng hậu đàng hoàng cho tôi, biết chưa? Được, nhưng ta chắc chắn sẽ chẳng có ai bị lừa như ta đâu. Được, vậy thỏa thuận đã xong. Ráng chờ đi ha. Ê, ê, ê. Chị, tao mày vô trong đây ngồi nghỉ mời chút xíu đi. Chứ giờ về sớm quá, lỡ cái thằng kia nó mà mét với ông cụ Chánh, tao với mày mệt à. Ờ vậy hả? Vậy mình đi vô. Đi. À mà nè, chút trước khi mình về á, mình phải lấy sình két vô cho nó dơ, biết không? Cho ông thấy mình làm việc cực nhọc. À đúng rồi, để ông khỏi nghi ngờ. Công nhận đó nha, cái ông cụ Chánh á, ông kiếm đâu ra cái thằng này nè. Nó tinh tướng dễ sợ luôn á. Không có cái gì mà qua khỏi mắt nó được hết á. Tao nghe nói á, mấy thằng đi tàu buôn cho cụ Chánh á, nó mới rên. Hồi đó thằng quản lý trước á, hơ hỏng tụi nó còn chấm mút được chút đỉnh. Còn thằng này á, nó siết hết, đói bơ cái mỏ luôn. Thì bởi vậy. Bởi vậy ta nói hả? Cái thằng này, nó ỷ ông cụ Chánh tin tưởng nó, nên nó càng ngày càng làm tàn. Nhìn cái mặt thấy ghét. Bởi vậy ta mới đã nói với mày đó. Ừ, đang trong giờ làm việc mà trốn nghỉ mệt ha. Dạ, gì mà nói xấu người ta nữa ha. Cái tội này á, có đáng trừ lương 2-3 lần không? Cậu Tứ, tụi tôi biết lỗi rồi. Kể từ ngày mai tụi tôi không dám nữa. Cậu tha cho tôi. Cậu đừng có về mét lại với cụ Chánh nha cậu. Mấy anh làm ăn đàng hoàng thì ai có nói tiếng nào đâu. Dạ tụi tôi biết lỗi rồi cậu Tứ. Bữa nay tụi tôi trốn việc về sớm. Ngày mai tụi tôi sẽ làm bù. Cậu về đừng có mét lại với cụ Chánh nha cậu Tứ. Dạ, dạ tụi tôi về, tụi về nha cậu Tứ. Dạ chào cậu Tứ. Đi lẹ mày. Mới đó mà đã 3 tuần trăng rồi. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt. Xem ra thì cả cụ Chánh lẫn cô Tơ cũng đang có tình cảm với mình. Nhưng mình phải đẩy nhanh tốc độ để còn về nhà nữa chứ. Để tưởng tượng coi, kỳ này ta có 2 cô vợ thì sẽ sao ta? Xác chết rồi. Trời đã giúp ta rồi. Ta phải bắn tin cho chú biết mới được. Tôi sẽ an táng cho người đàng hoàng. Nhưng trước tiên, người phải giúp tôi một chuyện nha.
Ông ơi, con thấy nó sai sót gì nè. Lại sai sót nữa à? Dạ. Hình như mình mất cả 100 ký hồ với quế lần không. Trời ơi, cái bọn coi kho này nó làm ăn kiểu gì. Ngày hôm qua rồi ngày hôm kia, nếu như không kiểm soát chặt chẽ rồi sẽ còn mất bao nhiêu nữa chứ. Không sao đâu, ông đừng lo. Con kiểm tra sổ sách kỹ lắm, thậm chí còn ra bến thuyền để kiểm tra hàng hóa của họ nữa. Không sao đâu. À, ta cũng mừng. Thật là may mắn, tự nhiên vớ được một người tài giỏi như con. Mà nè, ta hỏi thiệt nha, tại sao cho tới bây giờ con chưa lập gia thất vậy? Dạ, chắc là cái số của con chưa có gặp được quý nhân. À, kén chọn có phải không? Mà bình thường á, người giỏi thì hay kén chọn như vậy. Nè, ý muốn người như thế nào? Cứ nói đi, biết đâu ta giúp được thì sao? Dạ thưa cha, có người xưng là xã trưởng xã đòi, là chú ruột của anh Tứ đây, tới thăm cháu. À, vậy là chú của anh Tứ đến đây tìm anh Tứ đúng không? Dạ. Vậy thì chú anh Tứ tới, tìm anh Tứ thì nói với anh Tứ, sao lại nói với cha? Cha. Mà nè, chú ruột làm tới chức xã trưởng, còn những người khác làm chức gì? Dạ thưa ông, dạ cũng không có gì đâu. Họ hàng nhà con cũng chỉ có những chức quan nhỏ nhỏ thôi. Những lẫn à? Dạ. Thôi được, mời chú vào nhà chơi. Rồi tối nay ta sẽ mở tiệc tiếp đãi đàng hoàng, giữ chú ở lại chơi lâu lâu một chút nha. Dạ, con đa tạ ông đã hào phóng. Con xin phép. Xin phép tiểu thư. Xin cảm ơn em gia đình đây phải không? Cháu Tứ con ơi, cháu ruột của con. Con ơi, con ăn ở sao mà để ông tranh đại chú rượu thịt ê hề quá ê. Trời ơi, chú sai rồi hả? Cái gì sai hả? Ai nói ta sai thì người đó mới là sai. Trời ơi chú ơi, chú bao nhiêu đâu hề thấy sai. Nếu mà sai làm sao biết bình tĩnh? Chú nói cho mày biết nè, tao là không bao giờ sai. Con bên đây nè. Ủa, quỷ thần ơi, nó chạy lẹ. Ê, chú ghê ơi, mày ơi, cái gì? Bây giờ chú tỉnh lại đi. Ê, xong chưa? Chú không bao giờ sai đâu. Rồi, mà nó tỉnh. Chú nghe lời con nè. Chú hỏi nè. Dạ. Tại sao bay cưới vợ mà bay không ở nhà mà bay đi biền biệt? Thôi chú đừng có hát nữa. Bây giờ chú nghe lời con. Sao? Hả? Dạ. Chú cởi bộ đồ của chú ra cho con mượn. Trời, nhanh lên. Khoan. Nhanh lên. Trời, tôi đang tỉnh mà nó nói câu tôi tỉnh luôn trời. Nhưng mà tao cởi đồ nghe nhà ông tránh cho ông bận thịt tao hay gì? Không có gì đâu. Ê, mai sáng tao còn công chuyện. Con có đồ mới cho chú mà. Nè. Đâu? Đây. Vậy hả? Thay đồ lên giùm con đi. Cha, lời đề nghị này chấp nhận vậy ha con? Ra thay, giùm con nhanh lên đi. Xong chưa chú ơi? Con ơi, đồ này đồ tốt nha con. Đồ tốt mà. Rồi, đi. Rồi, chú nhắm mà chú biết đồ tốt rồi. Xong chưa chú ơi? Mày thấy chưa, đồ tốt mặc nó mát thấy ghê thiệt. Tao bận tao biết đâu tốt ơi, cậu là... đồ thấy ghê quá. Ủa? Nhưng mà cậu lại nhanh lên. Ủa chưa mà. Rồi con ơi, con lấy xong cái này chú ơi. Trước đi con ơi. Đó con lấy đi đồ của chú đó con. Còn đồ của bay. Rồi để coi. Đồ nhà ông chánh mai ngộ quá ha bay ha. Trời ơi, mặc vậy đúng đó hả? Ok, dùm chú mấy ông mấy cái chú càng mặc được. Vậy cũng được rồi, không sao đâu. Rồi. Bây giờ chú nghe thôi lời con, được không? Phải không? Cái gì? Cái gì? Trời, nãy giờ xin sai mặt nghe quá. Nghe lời con, ngày mai con nói chuyện với chú sao? Giờ về đó, hả? Con thấy cái hướng đó không? Hồi nãy con ra cửa, con mở cửa cho chú vô. Tại đâu hả? Đúng rồi. Con mở cửa bên này nè ông ơi, tôi dẫn cho tôi biết ông ơi. Bên này nè. Vậy bên này hả? Rồi. Chuyện nhanh gì ông ơi. Đấy, chuyện gì thì chuyện, thấy không? Cứ sáng mai rồi nói, còn bây giờ chỉ cần một giấc ngủ rồi sáng mai tính. Thôi đi. Không được đâu ông ơi, chuyện này nguy cấp lắm ông ạ.
chuyện gì mà nguy cấp là sao? Chuyện quan trọng lắm ông ơi. Quan trọng cái gì mà quan trọng? Sáng mai rồi ông nói. Ông ơi, chuyện là như vậy. Không hiểu làm sao á. Chú còn ăn đồ ăn của nhà ông, rồi sau đó về phòng nôn thốc ói mửa ra, rồi tắt thở. Ta chưa lên gắt hết rồi ông mà. Cái gì con? Chú con chết rồi. Nói lại coi. Chú con chết rồi. Tai chân lạnh ngắt à. Ông ơi, ông thử ông tới bắt mạch cho chú con. Chú con còn sống không? Đi đi ông. Tao nhìn ông tao muốn điếng hồn rồi. Tao không dám bắt mạch đâu. Mà nè, nếu như đồ ăn có cái gì, tao ăn cũng bị chứ. Tại sao bị một mình chú con hả? Dạ con cũng không biết nữa. Nhưng mà ông à, chú con là chức sắc của địa phương. Nếu như mà chuyện này lan ra ngoài thì chắc chắn là gia đình ông sẽ có chuyện lớn đâu mà. Phải. Bọn quan chức kéo tới đây như ruồi vậy đó. Như vậy là phải tốn kém nhiều lắm. Dạ đúng rồi. Phải lót bao nhiêu cho đủ. Bây giờ có cách nào? Ngươi giúp ta. Ngươi nghĩ đi. Ông ơi, còn có cách. Cách gì? Dạ, cũng may con là cháu ruột của chú. Con sẽ đến xã nói là chú con tự quen rồi bỏ đi biệt xứ. Như vậy là không sao hết. Được á. Nè, nếu như con giúp ta trót lọt cái chuyện này á, con muốn cái gì ta cũng chịu hết. Con muốn gì cứ nói đi hả? Dạ, chỗ thân tình con giúp ông thì đâu có dám đền đáp gì đâu ông. Nè, chuyện lớn rồi. Dạ. Cho nên con có muốn cái gì á thì cứ nói thẳng thật lòng ra đi, rồi ta giúp cho. À, hay là vậy, ta cho một miếng đất, cất căn nhà, rồi con ở kế bên ta cho nó vui, được không? Dạ thưa ông, đất đai nhà cửa thì con không có màng tới. Nhưng mà có một điều con ao ước bấy lâu nay. Ước cái gì? Nói đi. Dạ thưa ông, từ lúc bước chân vô nhà này thì con đã thầm thương trộm nhớ em tới. Nhưng mà con biết thân biết phận, đũa móc thì làm sao dám cho mắm son. Cho nên lâu nay con không dám thổ lộ. Vậy là bao lâu nay anh mơ lấy con của ta hả? Dạ. Thì ta ở cũng được thôi. Nhưng mà cái chuyện này một mình ta không thể nào giải quyết được. Ta phải dò hỏi ý của nó rồi ta mới báo cho con hay, được không? Dạ được rồi. Ông cứ hỏi ý của em tới đi, rồi có gì cho con hay. Kết quả như thế nào cũng được. Nhưng mà ông cho con biết sớm để con mai táng cho chú con yên nghỉ nữa. Cái thằng nó nói như là muốn đe mình vậy. Láo thật. Phải vậy chứ. Dạ. Dạ tới rồi ông. Nô ơi. Nô. Dạ. Dạ cậu mới về. Dạ chào ông. Dạ thưa ông, đây là nhà của con, còn đây là chị của con. Cùng ba mẹ của con qua quyền bên để thăm bác rồi, ngày mai mới về. Con mời ông vô nhà. Xin chào ông Chánh, mời ông vô nhà. Dạ được. Ông, dạ mời ông. Con gái ơi. Con. Dạ. Cha. Tốt rồi con ơi. Con ơi, con gặp Mai rồi con ơi. Gặp Mai là sao cha? Cha đã tới nhà nó rồi. Nhà của nó lớn lắm con ơi. Chị ruột của nó nhìn sang trọng quý phái lắm. Bác của nó làm tới tri huyện. Ở trong nhà kẻ ăn người ở đầy đủ hết. Hèn chi nhờ vậy mà nó ăn học đàng hoàng. Tưởng đâu miễn cưỡng, quá ra cái đám này được quá đi chứ. Này con, nếu mà con ưng á, cha sẽ cho làm một buổi lễ, rồi con dọn về nhà bên chồng con ở luôn. Còn ở bên đây cha tìm cách để phi tang cái xác con. Cha đã nói vậy á thì con nghe vậy, chứ con đâu còn cách nào khác. Cảm ơn con.
Tạ ơn trời đất, không những tai qua nạn khỏi mà còn hung quá thành cát. Tới rồi. Ủa, đây là đâu? Sao chàng nói về nhà? Thì đây là nhà của ta. Lần trước ta dẫn cha nàng tới, đó chính là nhà của cha vợ ta. Cái gì? Nhà cha vợ? Ừ. Không lẽ chàng... Xin giới thiệu với nàng, đây là chính thất của ta, còn gọi là chị lớn. Còn đây là em hai. Hai người làm quen với nhau đi. Bà xã, mình à, anh thắng rồi đó. Từ nay về sau, nàng phải sắp xếp cho hòa thuận trước sau. Đừng có trách ta đèo bồng lăng nhăng nữa nha. Hai chị em gái hòa thuận với nhau đi. Anh hứa, anh sẽ chăm lo cho hai chị em suốt cuộc đời này luôn. Chị, chuyện này là sao vậy chị? Sao nhà của cha chị mà anh ta lại đưa cha em về được vậy? Thôi, vô nhà nghỉ ngơi đi, rồi tôi sẽ kể đầu đuôi cho nghe. Cứ hẳn biết là dì phải thằng chết trôi, còn tôi phải đôi nghe sành, cũng tại tham lam mà ra hết.